Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Vợ yêu là lập trình viên thiên tài. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3 Tôi Hạ An Anh biết, có chuyện gì không? Đúng là có chút chuyện. Trưa nay anh Nam nhờ tôi nói anh giữ kiến chuyện anh ấy làm ở chỗ tôi được không? Và em đồng ý sao? Đúng vậy, em nghĩ tôi có đồng ý không tôi chỉ hứa sẽ nói với anh còn được hay không thì tôi không dám chắc ồ vậy anh có đồng ý không nhưng mà nếu như anh khó xử quá thì được vậy là đồng ý rồi sao chẳng lẽ tính anh ta không giống như tổng tài trong truyền thuyết cao ngạo lạnh lùng sao cảm ơn thôi em đi nghỉ ngơi sớm đi hôm sau mời tôi ăn một bữa cơm để cảm ơn bù Tự nhiên phải mời anh ta một bữa cơm Thấy Hạ An không nói gì Trần Thanh Phong hỏi Không được sao Tất nhiên là được rồi Đồ gian thương vô lương tâm Đồ tư bản hút máu Sau đó không có sau đó nữa Cúp máy rồi Đồ bất lịch sự Trần Thanh Phong cúp máy liền Không kịp nói tạm biệt với Hạ An Vì vừa đúng lúc có buổi meeting qua video Dùng đầu ngón chân cũng biết vật nhỏ kia đang chửi rủa anh bên kia. Sáng thứ bảy, Lê Đình Hùng qua chờ Thanh Trúc đến nhà mình ra mắt bố mẹ. Hôm nay Thanh Trúc trang điểm rất nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy liền thân đến đầu gối, rất giản dị nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng của cô. Lê Đình Hùng nhìn đến ngây ngô, anh không ngờ được cô gái này khi nghiêm túc lại thu hút đến như vậy. Vẫn biết cô được sinh ra trong một gia đình thượng lưu, nhưng bình thường chứng kiến cách ăn uống, đi đứng của cô rất hoang dã. Anh có phần hơi khinh thường, nhưng hôm nay mọi thứ lại đào ngược lại. Người con gái ngỗ ngược đó lại mang một sáng vẻ dịu dàng, e thẹn thế kia, làm cho anh hơi ngạc nhiên. Đang đám chìm vào suy nghĩ, đột nhiên Thanh Trúc hỏi. Anh sao vậy? Ai bảo cứ nhìn người ta chằm chằm như thế chứ? Người ta cũng biết ngại nha. Không có gì. Có phải là anh thấy tôi rất xinh không? Đúng là hôm nay cô rất đẹp. Cảm ơn, tôi cũng thấy thế nhưng mà anh không định mở cửa cho tôi đi vào sao à, đợi một tỷ sao lại trở nên đần độ như vậy chứ đến mở cửa xe mà cũng quên được thanh trúc phục anh ta sát đất nơi đình hùng xuống xe mở cửa xe và lấy tay che chắn giúp cô sau khi thanh trúc ngồi ngay ngắn trong ghế phụ thì anh mới đóng cửa và lên xe từ hướng ngược lại vừa mới nổ máy đạp cần ga thì thanh trúc hỏi anh phải nói qua về bản thân để một lát nữa tôi còn biết đường nói chuyện với bố mẹ của anh chứ. Cũng không có gì đặc biệt đâu, cứ bình thường là được rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sở thích là gì? Thích ăn món gì? Mấy cái thông tin cơ bản như vậy mà bạn gái như tôi đây không biết thì có phải là hơi mất mặt quá rồi không? Vậy sao? Chứ còn gì nữa? Lê Đình Hùng, 30 tuổi, sinh nhật 16 tháng 3, thích ăn nghêu hấp, tôm nướng, sườn xào chua ngọt. Ồ, tôi Thanh Trúc, 22 tuổi, sinh nhật 25 tháng 5, không có sở thích gì đặc biệt, cứ ngon là ăn thôi. Dễ nuôi. Hàn huyên một tí thì cũng đến nơi, nhìn căn biệt thự không xa xỉ như của Trần Thanh Phong, mà nó mang một chút hương vị cổ điển. Từ ngoài vào, có giàn hoa, có hổ bơi, có thảm cỏ, đúng là biết tận hưởng mà. Điều Thanh Trúc ấn tượng nhất là dãy hoa cầm chướng và hoa hồng được trồng, cắt tỉa rất gọn gàng, cùng với những luống rau xanh mướt kia thấy thanh trúc nhìn chằm chằm lê đình hùng giới thiệu thêm toàn bộ hoa và rau đó là bố mẹ tôi tự trồng đó đó là sở thích của hai người không cho người làm động vào muốn tự tay chăm sóc chúng cho nên bình thường chúng còn được sùng nịnh hơn tôi nhiều wow không ngờ anh lại đi đố kỵ với đám rau quả này đấy quẫn bách ý anh không phải vậy được không không để thanh trúc nói thêm Lê Đình Hùng cầm lấy tay cô đưa cô vào nhà Đúng vậy Giờ mới nhìn giống tình nhân này Mặc dù không cam tâm lắm Nhưng đã diễn thì phải diễn cho hết mình chứ Tay của Thanh Trúc rất mềm mịn Có vẻ như được bảo dưỡng rất tốt Cô là dân thiết kế mà Không chăm sóc bàn tay thì có mà chết đói à Khi hai tay chạm nhau Thanh Trúc hơi hoảng Tay của Lê Đình Hùng rất ấm Bàn tay to nhưng không chai sạn nhiều Thật là mê người nha Khi vào đến cửa, hai ông bà nào đó thấy được một màn này thì cười tủm tỉm như mở cửa trong bụng thanh trúc rất ngạc nhiên với khung cảnh phía trước nơi đó có một người đàn ông đang bóp chân cho người phụ nữ trông họ rất hạnh phúc vui vẻ cô cũng là người được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc bố mẹ yêu thương nhau nhưng cũng chưa thấy lúc nào thể hiện ra như vậy với đối phương cháu chào hai bác vào nhà đi cháu ở ngoài nóng lắm cái thằng oát kia sao không lấy dép cho bạn gái có biết đứng lâu ở ngoài trời xấu ra không thấy chưa có con dâu một cái là con trai thành con ghẻ ngay em vào đi nói rồi còn mở tủ lấy cho thanh trúc một đôi dép thỏ màu hồng đáng yêu nhìn là biết của ai rồi em cảm ơn cảm giác đây là một ngôi nhà nữ quyệt nha không ngờ cô lại được tiếp đón nhiệt tình như vậy hai người ngồi ngay ngắn ở ghế thanh trúc tặng cho hai người một hộp quà mặc dù lê đình hùng không nhắc gì đến nhưng ra giáo từ nhỏ nên cô hiểu mấy lễ nghi cơ bản này, đến nhà bạn trai ra mắt mà đi không thì không được phải phép cho lắm. Mỹ anh thấy vậy thì gật gù, mặc dù thứ đồ này ở nhà cũng không thiếu, nhưng cô gái nhỏ này có lòng tốt như vậy, bà cũng không từ chối. Cảm ơn cháu, quý hóa quá, đến chơi là được rồi, lần sau không cần phải mang quà đâu. Còn có lần sau sao? Nhận quà xong, bà lườm lê đình hùng một cái rồi tiếp tục mắng cái thùng oát kia. Không biết rót nước cho bạn gái uống à?" Dạ. Rồi lại lấy ly nước rót nước cho Thanh Trúc. "Em uống đi." "Cảm ơn." Ngồi hỏi thăm một tí rồi cũng đến giờ ăn trưa, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn. Sau khi được sự cho phép của chủ nhà, Thanh Trúc không ngần ngại nữa mà ăn uống rất tự nhiên. Bữa này cô ăn rất nhiều, đến nỗi Lê Đình Hùng ngồi một bên cũng toát mồ hôi. Có ai mới về ra mắt nhà bạn trai? mà ăn như hồ đó như vậy không. Tuy vậy, nhưng nhìn ánh mắt của bố mẹ anh lại không hề ghét bỏ mà lại còn rất háo hức nữa. Họ thích như vậy sao? Đúng là như vậy. Mỹ Anh ra ra cùng ông xã vừa đánh mắt với nhau, rất thú vị nha. Không ngờ mắt nhìn người của thằng Oát con kia lại tốt đến như vậy. Là một cô gái đơn thuần, xinh đẹp, lại còn không câu lệ như đám tiểu thư lá ngọc cành vàng kia, rất tự nhiên và thoải mái làm cho người khác có cảm giác rất dễ gần và yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Điều đặc biệt là cho dù cô có thể hiện quá lố đi chăng nữa, nét duyên dáng và sang trọng vẫn hiển thị rất rõ ràng. Mỹ Anh lại càng thích điều này. Bà sống từng này tuổi rồi mà còn không biết mấy cái trò vặt của con mèo nhỏ này thì đúng là quá uổng rồi. Lê Đình Quang thì không tỏ ra thái độ gì, mọi sự đều là do bà xã quyết định. Lời của bà xã là quân lệnh Thanh Trúc thì cái có cảm giác hơi khó tả Cô đã thể hiện như vậy Mà dường như hai ông bà này Lại không tỏ ra ghét bỏ Ngược lại còn có vẻ thích thú Cần gọi một một năm khẩn cấp Thấy Thanh Trúc dừng ăn Mỹ Anh gắp thêm thức ăn vào chén cho cô Ăn đi cháu Con gái hơi mập mạp mới dễ thương Thanh Trúc thật muốn từ chối Nhưng nhìn cái vẻ nhiệt tình của vị này Không nỡ Dạ cảm ơn bác Bác cũng ăn đi ạ Rồi lại tiếp tục sự nghiệp diệt mồi Mỹ Anh nhìn cô ăn mà thèm thuồng Ánh mắt không giấu được niềm vui Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ Thanh Trúc cũng phụ người làm dọn dẹp một chút chén bát rồi gọt hoa quả. Mấy cái việc này đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Ở nhà mẹ cô cũng chỉ cho cô làm những việc này từ nhỏ. Mẹ cô muốn cô tự lập, sống là phải lao động mới có giá trị, cho nên việc nhà cô đều tự tay làm hết. Một đĩa hoa quả được sắp xếp ngăn nắp bê ra bàn. "Không ngờ cháu lại khéo tay như vậy." "Dạ cũng không có gì ạ." "Ở nhà cháu thường hay làm những việc này sao?" "Đúng vậy, mẹ cháu muốn con cái tự lập nên dạy cho tụi cháu từ nhỏ. Nhà cũng không thuê người giúp việc nên bọn cháu phải tự làm. Bây giờ đi làm về muộn thì mẹ sẽ làm, nhưng ăn xong thì tự dọn dẹp." "Vậy sao?" Để hôm nào gặp mẹ cháu Xin một ít kinh nghiệm mới được What? Mới đó mà đã đòi gặp phụ huynh hai bên sao? Nhưng mà rõ ràng Thanh Trúc rất có hào cảm với bố mẹ Lê Đình Hùng Họ rất gần gũi, giản dị Và không có quá nhiều quy tắc giống như gia đình quyền quý khác Ngược lại, suy nghĩ của họ rất phóng khoáng, thoải mái Dạ Nói rất nhẹ nhàng với Thanh Trúc Nhưng khi nhìn sang đứa con trai của mình Thì lại trở về trạng thái cũ Hùng, Đưa bạn gái con lên phòng nghỉ ngơi một tí đi <laughs> Anh chắc chắn không phải là con ruột của hai người này Đánh chết anh cũng không tin đây là bố mẹ ruột của mình Hai người nhìn nhau Giờ sao đây Bà nói với Thanh Trúc Cháu lên lên phòng của thằng Hùng nghỉ ngơi một chút đi Chiều nay hai bác cháu mình đi dạo Lâu rồi bác không có ai làm bạn cả Ở nhà suốt ngày buồn thối cả ruột Cháu làm bạn với bác một bữa được không Giọng nói rất khẩn thiết và chân thành lại không nỡ từ chối nữa rồi nên phải đi theo Lê Đình Hùng lên phòng. Tự nhiên đi vào phòng của đàn ông lạ thế này, Thành Trúc hơi khẩn trương, da mặt vì thế mà cũng nóng lên, hai tay vân về nhau, đúng kiểu con gái mới về nhà chồng. Lê Đình Hùng thấy gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô đỏ ửng thì đột nhiên có phản ứng, anh cũng thấy xấu hổ cho chính mình, tại sao lại có phản ứng như vậy chứ? Em lên giường nghỉ một tí đi. Chan ga mới thay, rất sạch sẽ. Bình thường tôi ít khi ngủ ở nhà Ồ Không thèm khách khí nữa Cô leo lên giường Và tìm đường đi gặp Chu Công Còn Lê Đình Hùng Thì mở máy tính ra xử lý một vài công việc còn dở dang Thẳng một giấc đến 3 rưỡi chiều mới tỉnh Vừa mở mắt thì thấy một Mỹ Nam đang ngồi trên sofa Mắt nhìn chằm chằm vào máy tính Vẫn là áo sơ mi trắng hồi sáng Nhưng hai cái nút trên cùng bị bung ra Nhá nhẹ vòng ngực rắn chắc nhưng không quá lố Làn da màu đồng Tôn lên nét nam tính mạnh mẽ Có cần đẹp đến thế không chứ ực ừ, ực Có cần mang khăn giấy cho em lau miệng không Như một gáo nước lạnh khất vào mặt Tỉnh táo hẳn ra Nhìn tí thì mất đồng nào của nhà anh chứ Vô duyên hết cỡ Thành Trúc hỏi Lộ liễu đến như vậy sao Lê Đình Hùng mỉm cười Tôi tưởng em muốn ăn tươi lút sống tôi rồi chứ cứ làm như anh cho thì tôi sẽ ăn vậy, tôi không ăn tạm như vậy đâu. Bớt rát vàng lên mặt của mình đi. Cái miệng cô gái nhỏ này không nói thì sẽ chết sao? Nhưng cũng kỳ lạ thật. Lúc đầu khi mới tiếp xúc với cô gái này, anh rất phản cảm với cách ăn uống cũng như nói chuyện, Chả khác gì một mụ già điêu ngoa. Nhưng càng ngày thì càng khác. Anh thấy càng hứng thú hơn, vui vẻ hơn và có chút tò mò về cô nhiều hơn và bố mẹ anh cũng không hề phản cảm với cô ấy hai người đó bình thường rất khắt khe với việc chọn người nhưng khi gặp trò chuyện với cô ấy thì tỏ ra rất bao dung và yêu mến đúng như trần thanh phong nói thanh trúc xuất thân từ gia đình giàu có nhưng rất giản dị đời thường không lòe loẹt màu mè như mấy quý cô ngoài kia nhìn cô rất giản dị nhưng khí chất tỏa ra từ cô rất mạnh mẽ đến một người khó tính như mẹ anh mà còn rất thích nữa thì có lẽ anh đã đánh sai về cô rồi Khi Thanh Trúc vừa tỉnh dậy Anh đã nhìn thấy rồi Nhưng vì cô cứ nhìn chằm chằm vào anh Làm anh cũng lười phản ứng lại Thật không biết phải nói cô ngu ngốc Hay quá đơn thuần nữa Ở trong phòng với một người đàn ông như vậy Mà cũng có thể yên tâm Mà ngủ một giấc gần 3 tiếng đồng hồ như vậy Chẳng lẽ cô tin tưởng anh như vậy sao Thôi dậy rồi Thì xuống chơi với mẹ anh một tí Bà chờ em nãy giờ rồi đó Đúng vậy, sao cô quên điều này cơ chứ Thật là hồ đồ mà Nhà tắm ở bên kia Nếu như em cần Con người này là con run nằm ở trong bụng cô sao Nghĩ gì mà cũng nghĩ ra vậy Cảm ơn Nói xong thì chạy thẳng vào nhà vệ sinh Rửa mặt, tô một tí son rồi đi ra ngay Dù sao đây cũng là phòng của người ta Không thể làm gì hơn được Khi Lê Đình Hùng nhìn thấy Khuôn mặt mộc của Thanh Trúc Thì ngẩn người, trắng trẻo mịn màng Búng ra sữa không hề cầu kỳ, trang điểm lẻo loẹt trông rất thanh khiết, đúng kiểu một cô bé đơn thuần trong sáng. Bộ mà tôi dính gì sao?" Thế Lê Đình Hùng cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Thành Trúc cũng thấy hơi kỳ nên lên tiếng hỏi. Ô, không có gì." Ngượng ngùng, Đống Kiều An phụng bị người ta bắt gặp. "Tôi đi xuống dưới đây." "Ừ." Một phút sau khi ra khỏi cửa, Thành Trúc mới hoàn hồn. Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt đó chứ Khuôn mặt cô chợt đỏ ửng Và hơi nóng lên Nếu để con nhóc Hạ An thấy được Cảnh cô đỏ mặt này Thì chắc con nhóc đó cười đến chết quá Nhưng vừa rồi Cô có cảm giác rất kỳ lạ xoẹt qua Không hiểu là cảm giác gì nữa Vỗ vỗ cái mặt lấy lại sự tự tin Thanh Trúc bước xuống phòng khách Nhìn qua phòng bếp Cũng không có người Đèn phải đi ra khỏi cửa thì thấy một người đang cạm cụi cắt tỉa mấy khóm hoa ở trong vườn, sát với cổng đi vào. Không nhìn mặt cũng có thể đoán ra là Mỹ Anh xinh đẹp kia. Thanh Trúc rất bất ngờ với vị phu nhân này. Mấy lần gặp đầu tiên là một phụ phu nhân có tiếng nói nhất trong nhà. Nhưng lúc này chẳng khác nào một người làm vườn bình thường, không câu lệ, không màu mè. Một người nông dân làm vườn giản dị chất phác. Trong giới thượng lưu, có vị phu nhân nào có thể như thế chứ? không shopping mua sắm thì cũng hội bàn đào tám chuyện hoặc tút tát nhan sắc chứ có ai mà chịu cầm kéo tỉa cành làm vườn như vậy chứ cứ thế cảm tình về mẹ chồng hờ này cũng được tăng lên đáng kể thanh trúc bước lại gần mỹ anh phu nhân không che giấu sự tán thưởng bác thật là khéo tay nha mỹ anh không nhìn lại cô nhưng vẫn đáp lại cháu dậy rồi đấy à rảnh rỗi nên kiếm việc làm cho vui nhà vui cười ấy mà Cháu cứ nghĩ mấy vị phu nhân ra thế như bác Chỉ thích làm đẹp, shopping Hay là thưởng thức mỹ vị thôi chứ Hôm nay thấy bác làm những việc này Cháu thấy là mình đã nghĩ sai rồi Thanh Trúc không phải là người khéo léo ăn nói Không thích lấy lòng người khác Nhưng hôm nay Mỹ Anh phu nhân đúng là làm cô bất ngờ Trông bà rất giản dị Có phần đáng yêu Cứ nhìn cách bà nương niu từ nhành hoa đi là biết Cứ như kiểu nương niu báo vật gì không bằng vậy Mỹ Anh phu nhân không ngờ cô nhóc này thẳng thắn đến như vậy bà bật cười một tiếng rồi nói à, thực tế cháu nghĩ cũng không sai nhưng mà ai cũng có một sở thích nhất định phu nhân nhà quyền quý họ không cần lo màng đến cơm ăn áo mặc nhưng bắt buộc họ phải có những cách đối nhân xử thế khôn khéo nhiều lúc đi làm đẹp hay shopping cũng là một cách để tạo mối quan hệ hoặc là để học hỏi cách xử sự, sự của những người khác tất nhiên những phu nhân nhà giàu mới nổi mà nói thì nhiều khi cũng là đi để khoe khoang đời là vậy đó thanh trúc vừa lấy cái kéo cắt cành vừa suy ngẫm những gì mỹ anh phu nhân vừa nói quả là không sai một chút nào thứ nhất nếu như nhà giàu thực sự họ chỉ là đi tạo mối quan hệ thứ hai là nhà giàu mới nổi thì đi khoe khoang mỹ anh phu nhân ngoảnh lại nhìn động tác cắt cỏ kia của thanh trúc thì mỉm cười ánh mắt thể hiện sự dịu dàng nhất định ai nói cứ tiểu thư nhà giàu có thì không biết làm việc nhà chứ nhưng mà bà cũng thực sự không phục cách dạy con của bố mẹ Thanh trúc không vì giàu có mà chiều chuộng con gái đến hỏng có những thứ bắt buộc phải biết chỉ có lao động mới tạo ra giá trị của cuộc sống bà nói cháu làm vườn cũng không tệ nha ở nhà bố mẹ cháu khá bận nên cây cảnh của bố đều là do cháu chăm nom nên cũng biết chút ít bố mẹ cháu thật có phúc Thanh trúc chỉ mỉm cười không đáp lại nhưng sao cô cảm thấy vị phu nhân này dễ gần như vậy Người ta thường nói mấy vị mẹ chồng thường hay bắt bẻ khó tính lắm cơ mà. Lê Đình Hùng đứng ở cửa sổ tầng trên thấy hết cảnh này. Hai con người này vậy mà ở một chỗ lại hòa hợp đến như vậy. Chính anh cũng không biết giờ này ánh mắt của anh dịu dàng đến bao nhiêu. Thanh Trúc bị Mỹ Anh phu nhân giữ lại ăn tối xong rồi mới về. Mỹ Anh phu nhân cũng gian xảo lắm nha. Trao đổi số điện thoại. Với Thanh Trúc hết rồi. Với lý do là để giám sát Lê Đình Hùng cho tiện. Đến tối, tại một quán bar nổi tiếng ở thành phố, trong một căn phòng không thể VIP hơn, bốn chàng trai cực xoái đang ngồi với nhau dưới ánh đèn mờ ảo, hoàn toàn tách biệt với không gian ồn ào ở phía ngoài. Lê Đình Hùng hỏi. Cuối cùng thì cũng thấy cậu rồi. Một năm nay cậu mai danh ẩn tích ở chỗ nào vậy? Nguyễn Quốc Trường đáp. Đi làm nhiệm vụ, không thể phân thân trở về được. Đúng vậy, ngoại trừ Trần Thanh Phong, Lê Đình Hùng, Đậu đình ra Thì còn một người nữa đó là Nguyễn Quốc Trường Anh là bộ đội Luôn trong tình trạng đi làm nhiệm vụ Cho nên mỗi năm bộ tứ này Mới gặp được nhau một vài lần Có khi là vài năm mới gặp một lần cũng nên Lần này nghỉ được dài ngày không? Tầm một tháng Ông già nhà cậu cho cậu nghỉ nhiều như vậy sao? Ừ, bắt đi xem mắt Phụt Lê Đình Hùng vừa mới nhấp một ngụm rượu Thì bị phụt ra hết Cái gì? Ông già nhà cậu đang nghĩ cái gì vậy Tôi cũng chẳng biết Ngày mai đi gặp mặt xem sao Được thì tiến tới Còn không thì coi như không có duyên phận Chẳng lẽ cậu cứ để cho ông già quyết định mọi thứ như vậy sao Trước mắt thì cứ như vậy đã Lúc này đậu đình mới cắt lời Đó là chuyện của ngày mai Bây giờ thì quẩy đã Nào Nên ly Mấy tuần rượu đi qua Mọi người cũng không ở lại quá khuya Mà ai về nhà nấy Nguyễn Quốc Trường kéo Trần Thanh Phong lại nói Phong, cậu đưa tôi về Được Thế là ba chiếc siêu xe lần lượt chui ra khỏi hầm của quán bar Và hòa vào cái tấp nập xa hoa của thành phố Phong, cậu sao vậy? Đâu có gì đâu Sao cậu lại hỏi như vậy? Hồi nãy thấy cậu không nói gì Có tâm sự gì sao? Cũng không có gì Sắp đến ngày kỷ niệm của công ty nên hơi nhiều việc. Ngừng một lát, Trần Thanh Phong lại nói tiếp. Cậu lần này hẳn là rảnh vậy đi. Nguyễn Quốc Trường cũng không giấu giếm. Thực ra lần này không chỉ đi xem mắt, mà còn có một việc nữa. Có khả năng liên quan tới cậu. Trần Thanh Phong nhíu mày. Tôi. Đúng vậy. Có thể nói chuyện gì không? Cũng không có gì phải giấu giếm cậu. Đợt trước công ty của cậu bị hacker tấn công đúng không? Ừ. Lần này tôi muốn đào người từ chỗ cậu. Tôi đang lựa chọn tinh anh cho bộ phận bảo vệ an ninh mạng. Và thấy năng lực của bộ phận IT chỗ cậu không thể. À không, phải nói là rất chuyên nghiệp. Có thể thành công ngăn chặn sự xâm nhập của hacker, xử lý rất gọn gàng, làm chấn động dưới mạng luôn. Không ngờ cậu lại nắm trong tay những con người như vậy. Người chồng nói không phải là Hạ An thì là ai nữa, không ngờ cô lại giỏi giang như vậy Chấn động cả giới quân đội luôn rồi Lúc nghĩ đến Hà An Trần Thanh Phong không tự chủ được mà mỉm cười Lần này anh đưa ra một quyết tâm lớn nhất Trong cuộc đời của mình Đó là Đó không phải là người của công ty tôi Thật sao Vậy cậu có thể liên hệ hộ tôi được không Cũng được Nhưng mà người ta có đồng ý hay không Thì phải dựa vào cậu rồi Được cảm ơn cậu Trưa hôm sau Tại một nhà hàng sang trọng tại quận nhất quốc trường đang đối mặt với lần đầu tiên đi xe mắt đối mặt với bao nhiêu tội phạm anh đều bình tĩnh xử lý nhưng sao lần này đi xe mắt còn được gặp gái đẹp nữa mà lại căng thẳng như vậy chứ chào anh xin hỏi anh có phải là quốc trường không ạ đúng vậy em là hạ an sao vâng chào anh rất vui vì được gặp mặt anh sau khi nhận người xong xuôi quốc trường kéo ghế ra và mời hà an ngồi xuống anh đưa menu cho hà an em gọi món đi vâng anh có khẩu vị gì đặc biệt không không anh ăn gì cũng được em cứ gọi những món em thích ăn là được vậy em không khách khí nha hà an cầm menu lướt con một vòng rồi chọn đại mấy món rừng món biển mỗi thứ một món quốc trưởng không nghĩ đối tượng mà anh gặp mặt lại xinh xắn nhỏ nhắn và trông sạch sẽ thuần khiết đến như vậy anh cứ nghĩ bố sẽ chọn một cô thiên kim môn đăng hộ đối với nhà mình chứ không nghĩ đến ông lại chọn cho mình một người như thế này trông như cô bé đang học đại học mặc một chân váy phối với một áo sơ mi đơn giản chân đi một đôi giày thể thao màu trắng trông rất ưa nhìn đặc biệt là khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay không tô hoa điểm phấn màu mè lần đầu tiên trong cuộc đời anh và bố anh lại hợp vui như vậy Còn Hạ An Cô không hề biết hôm nay mình đi xem mắt Hôm qua bố mẹ gọi điện thoại Nói muốn giới thiệu cho cô một người bạn Bố mẹ ở xa Lỡ như có việc gì Thì còn có bạn bè bên cạnh giúp đỡ Thế là cô không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn Bố đúng là không làm cô thất vọng Còn có điều gì vui hơn Khi được cha đẹp tiếp chuyện nữa chứ Hạ An bắt đầu lên dây cót kiếm chuyện Anh là quân nhân sao Ừ, thế còn em Em làm nhân viên văn phòng bình thường thôi Em mới ra trường Đi làm được mấy tháng à Quốc trường rất có thiện cảm với Hạ An Trong lần đầu gặp mặt này Cô bé nói chuyện khá thân thiện Dễ mến Lê Đình Hùng mà biết được suy nghĩ này của quốc trường Chắc người này cười vỡ bụng Cứ nhớ lần trước ở trung tâm thương mại Một mình đấu lại một đám tào lao kia mà xem Dễ mến ở chỗ nào Thân thiện ở chỗ nào còn dùng cái thái độ kiểu mẹ thiên hạ nói chuyện đó mà thân thiện gì chứ. Ngồi nói chuyện một lúc thì thức ăn cũng được đưa lên. Trong khi ăn, hai người ít nói chuyện hẳn. Chủ yếu là hỏi về khẩu vị của nhau là chính. Cả hai cũng chưa đề cập đến chuyện gì trong tương lai. Chỉ xem như ngày đầu tiên làm quen một người bạn vậy thôi. Ăn xong thì quốc trường đưa Hạ An về nhà. Sau khi xuống xe, Hạ An nói Cảm ơn bữa cơm hôm nay của anh nha. Có thời gian ăn em sẽ mời anh một bữa. Nhất trí. Anh không thường xuyên ở nhà, nhưng mà nếu như có thời gian, anh có thể hẹn em đi chơi không? Được chứ, em không ngại kết thêm bạn đâu. Được. Vậy em lên đi. Bye anh. Bye. Hai người kết thúc bữa ăn trong vui vẻ và kết thêm được một người bạn mới. Tối hôm đó lại là group bốn người gặp nhau, thánh nhiều chuyện Lê Đình Hùng nói: Tình hình sao rồi? đây là lần đầu tiên tôi thấy bố tôi và tôi hợp gu cô bé rất dễ thương tôi thấy hợp với tôi ồ vậy là ông bạn tôi muốn thoát khỏi hội sao mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi cũng chỉ mới xác định làm bạn bè sau này nếu như có duyên thì nói sau nhưng mà tôi khá thích cô bé ôi có còn là một quân nhân nghiêm nghị không vậy mới gặp nhau có một bữa mà cô bé này cô bé kia Chắc gặp vài bữa nữa là phát cẩu lương cho tụi này quá. Được rồi, cậu bớt ở Mỹ đi. Ít nhất tôi cũng chưa đưa về ra mắt cho bố mẹ như cậu đâu. Lê Đình Hùng ho sặc sủa. Bác đắc sĩ, bác đắc sĩ, ông bà nhà tôi ép tôi còn hơn cả ép mía nữa, nên tôi phải thuê cô gái kia về. Ai ngờ ông bà già lại thích luôn. Mấy ngày hôm nay tôi cũng đang đau đầu về chuyện này lắm đây. <laughs> Tổng giám đốc đẹp trai tiêu xoái mà cũng có ngày đau đầu vì gái rồi sao? Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa Tôi nói này Hay là giờ chúng ta đoán xem Ai trong chúng ta thoát ế sớm nhất nào Đậu Đình lắc đầu ngán ngẩm Không phải tôi Lê Đình Hùng nói Tôi đoán Phong sẽ có bổ trước tiên Trần Thanh Phong nghe tên bát quái này Nói đến tên mình thì cũng hơi bất ngờ Trong đầu lại hiện lên hình dáng Của vật nhỏ Đang xù lông nhím lên về anh Anh nói Vậy sao quốc trường cũng ngạc nhiên với dự đoán của lê đình hùng nhưng cậu ta có đối tượng nào chưa sao mọi người không nói gì với tôi vậy lê đình hùng nói ôi con bé đó ghê lắm dám về thì cũng được nhưng mà con gái con lúa gì đâu ăn rồi đánh nhau còn sợ thiên hạ không đủ loạn cái miệng thì thô lỗ nói câu nào là như tát vào mặt con nhà người ta ôi đáng sợ lắm trần thanh phong giật giật miệng Chứ không phải cậu nói không lại với người ta à? Không ngờ cậu cũng có ngày thua thiệt như vậy Hôm đó tôi thật là mở mang đầu óc mà Là tôi nam tử hán không muốn đôi co tôi Không thích hơn thua với con gái nhá Trần Thanh Phong Ừ cứ cho là vậy đi Lê Đình Hùng nói Trường cậu thấy chưa Chưa tán đổ con nhà người ta Mà đã muốn giải thức ăn cho chó rồi Tôi có nói sai gì đâu Bình thường cái tên bắt quái này quốc trưởng cũng không tin tưởng lắm đâu. Nhưng hôm nay thái độ của Trần Thanh Phong làm cho anh ta có cảm giác lạ lạ kiểu gì đó. Rất khó diễn đạt bằng lời. Chẳng lẽ đúng như lão trường nói hay sao? Kỳ lắm à nha. Một người luôn sống theo chủ nghĩa độc thân như Trần Thanh Phong mà cũng có ngày xa vào lưới tình như thế này thì hẳn là ai cũng kinh ngạc. Bên ngoài thì có thể không biết nhưng là bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa với Trần Thanh Phong ai hiểu hơn ai hết tình trạng của bạn mình tổn thương từ gia đình quá lớn giống như là cái bóng tâm lý luôn hề nặng trong lòng cậu ấy không dễ dàng để mở lòng với một ai hết tự nhiên quốc trường tò mò về cô gái kia là thần thánh phương nào mà có thể làm thay đổi cả quỹ đạo như vậy rất tò mò quốc trường lại ôm cánh tay của trần thanh phong như kiểu bạn gái làm nũng bạn trai và nói cậu có phải nên giới thiệu một chút người đó với tôi không Trần Thanh Phong giật tay ra khỏi cái ôm của quốc trường Nổi da gà mà Ai nói cho tôi biết Cậu ta là quân nhân nghiêm nghị ở chỗ nào Rồi sẽ gặp nhau sớm thôi Quốc trường làm vẻ đáng yêu Nhấp nháy đôi mắt liên tục Thật sao Cho xin cái lịch cụ thể được không Để tôi hẹn cô ấy đã À quên nói với cậu Cô ấy cũng là cô gái cậu muốn gặp đó Quốc trường trợn tròn hai mắt Chửi một tiếng What? Cậu nói cái gì? Người tôi muốn gặp là con gái sao Có vấn đề gì sao Không Nhưng mà tôi cứ nghĩ là một lão già tầm 40 tuổi cơ Ai ngờ lại là một con bé vắt mũi chưa sạch à Đúng là không có gì là không thể Cậu làm tôi cảm thấy hưng phấn rồi đấy Không cần phải khoa trương như vậy Lúc này Hạ An đang ở nhà Mắt giật liên tục Tai thì ngứa ngáy Chẳng lẽ ai đang nói xấu cô hay sao Để cho cô biết được là ai thì đừng trách bà đây thích dở trò quỷ nhá. Tinh tinh, hai tin nhắn đến gần như một lúc, cùng một nội dung nhưng lại đến từ hai người khác nhau. Em ngủ chưa? Ôi, có phải là hẹn nhau không vậy? Một tin nhắn đến từ quốc trường thì Hạ An cũng không ngạc nhiên. Hôm đó sau khi chia tay, hai người cũng đã trao đổi cách thức liên lạc và nói sẽ liên lạc thường xuyên. Hạ An cũng khá có cảm tình trong lần đầu gặp mặt đó. Quốc Trường tạo cho cô cảm giác giống như anh trai của mình, ấm áp, dễ gần và trưởng thành. Hạ An cũng mong muốn có một vài người bạn như vậy, nhìn rất đáng tin cậy, đặc biệt là phẩm chất người lính thì cô hiểu hơn ai hết, trong nhà có hai quân nhân đại thụ như vậy, không muốn hiểu cũng phải hiểu. Nhưng điều bất ngờ là tin nhắn còn lại lại đến từ vị tổng tài cao ngạo kia. Hôm nay đổi gió hay sao mà lại nhắn tin cho cô vậy? Cả một buổi tối mất ngủ sáng hôm sau Hạ An vác cái khuôn mặt gấu trúc của mình đi làm, miệng còn ngắp ngắn ngắp dài xuống khỏi xe buýt thì thấy trước sảnh lớn công ty tập trung đông người tụm năm tụm ba bàn tán xì xào. Nhìn anh chàng kia là muốn dụng chứng luôn rồi. Ai mà có cái số hưởng thế không biết? Còn phải nói, hot girl phương nào mà được anh ta theo đuổi vậy? Hâm mơ phiên bản giới hạn kia, cả cái nước này không biết có cái từ hai không nữa. Hâm mộ chết đi mất hạ an nhíu mày đẹp trai cỡ nào mà được cả đám con gái phụ nữ từ già đến trẻ phải suýt xoa như vậy có cần phải làm quá lên như vậy hay không theo tính hay tò mò cùng với lối mê trai đã ăn vào máu thì hạ an cũng bon chen vào đám đông kia để hóng hớt ầm um, đó là tiếng lòng vỡ vụn của hạ an khi nhìn thấy con người được cả đám kia ca tụng lão ta bị điên rồi sao không ngờ tối qua anh ta nói là làm luôn cũng tại mấy câu nói đó mới làm cô mất ngủ suốt đêm vậy đó Tối qua sau khi nhận được tin nhắn Hà An vẫn nhắn tin trả lời bình thường Vì cô sợ có việc gì xảy ra Lỡ đâu anh ta thuê mình làm việc giống như hồi trước Một khoản kích dù như vậy mà không làm thì cũng phí của Nhưng ai ngờ Trần Thanh Phong lại nói với cô là anh thích cô Và sẽ theo đuổi cô bắt đầu từ ngày mai Và chính vì thế mới có cảnh tượng như ngày hôm nay Tự nhiên trên trời rơi xuống một anh chàng đẹp trai đập vào mặt Thì Hạ An tuyệt đối không chê Nhưng cô chỉ thích ngắm chơi thôi Chứ không muốn có quan hệ nam nữ yêu đương gì hết Thôi trong 36 kế chuồn là thượng sách Nhưng làm sao có thể được Lúc Hạ An thấy Trần Thanh Phong Thì anh cũng nhìn thấy cô Anh cầm báo hoa hồng nhập khẩu đắt đỏ kia Đi về phía cô Bối rối, thực sự bối rối Tặng em Trần Thanh Phong đầy bào hoa đến trước mặt Hà An Trước sự ghen tị của mọi người Hoa wow. Cô gái này may mắn quá vậy Còn không mau nhận đi Nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận đi Tiếng hô vang trời như vậy mà không nhận Thì có lẽ hôm nay sẽ tắm trong nước bọt luôn quá Cảm ơn anh Nhưng mà lần sau đừng có như vậy nữa Tôi gánh không nổi đâu Trần Thanh Phong thấy được sự bắt đắc sĩ trong mắt cô Nhưng thứ anh quan tâm là kết quả Cô đã nhận rồi Em làm việc tốt nha, hẹn gặp lại. Nói xong thì đi luôn, không cho cô cơ hội điều quạo. Thế là phải ôm bó hoa trước cả ngàn con mắt chống kiến. Tự nhiên nổi tiếng như vậy. Tinh, cầu thang máy mở ra thì một hàng người đứng đó chờ sẵn. Như kiểu con hổ đang chờ con mồi ra khỏi hang là quất liền vậy. Thu Quỳnh lườm Hà An và nói. Hôm nay đi làm còn mang theo cả vận hoa đào lên công ty. Thể hiện cho ai xem không biết nữa. Hào lại lườm Thu Quỳnh Bộ ghen tị với người ta chứ gì Anh nghĩ Thiên Nga sẽ ghen tị với vị trời sao Cái đó cũng chưa nói được Anh Mọi người không có task Làm sao mà tụm năm tụm ba vậy Đó là giọng của trường Bình thường anh ta rất ít nói Với cả không làm chung dự án với Hà An Nên cô cũng không thân thiết lắm Nhưng nhìn anh ta rất nghiêm túc làm việc Không quan tâm đến chuyện bát quái của mọi người Nên ai cũng nể sợ Nghe Trường nói xong tất cả ai làm việc nấy Nhưng số lần mọi người lướt trộm Hạ An lại tăng lên Cũng tại cái lão trời đánh kia Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao không biết Sau khi meeting đầu tuần xong Thì Nam chạy vèo qua chỗ ngồi của Hạ An Này Em với anh họ có cần khoa trương như vậy không? Em cũng đang đau đầu lắm đây Em có muốn chơi trộn như vậy đâu Là tại ông anh của anh không biết muốn rồi trò quỷ gì đó nữa <laughs> chỉ có em mới dám nói anh ấy như vậy chứ không thì anh nghĩ em sẽ nói như thế nào đó là em chưa chứng kiến mấy người trong nhà anh nói chuyện với anh ấy nếu không bây giờ có lẽ em đang nghĩ mình sẽ trôn ở nơi nào cho hợp lý đáng sợ như vậy sao nói thừa thôi anh đi về làm việc đi bình thường ít nói lắm cơ mà sau này nhiều chuyện thế không biết chưa đi ăn chung nha gì mà trôi nơi nào chứ Bớt dọa người lại đi có được không Hôm sau đi làm Sau khi nghiên cứu cả mấy tuần Hạ An đã có cái nhìn sơ bộ cho nhiệm vụ mới này rồi Cô cần thảo luận với Lâm để xem ý kiến Cô ngỏ lời Anh Lâm Chúng ta thảo luận về cái tát này được không Ừ Ok anh Hạ An cứ có cảm giác Lâm hôm nay có điều gì đó rất khác Không nhiệt tình như lúc đầu nữa Cũng ít nói hơn Nhưng anh ta không nói thì cô cũng không dám hỏi vì có nhiều chuyện cá nhân không phải ai cũng có thể chia sẻ được nhưng với tâm lý làm việc chung thân thiết cả mấy tháng nay lâm cứ im lặng như vậy làm cho hà an cũng hơi bối rối cô tưởng bọn họ có thể san sẻ nhau nhiều chuyện với tư cách là bạn bè chứ hóa ra chỉ mình cô xem lâm là bạn bè thôi hà an không biết rằng lâm đang rất dối bời anh thích cô nhưng mà anh không ngờ cô lại có bạn trai rồi đã thế còn ra thế hiền hách như vậy trong cô rất vui vẻ, hạnh phúc, còn anh thì lại tự ti. Em đã vẽ ra poster như vậy. Cũng có chú thích rõ ràng trong đó. Anh nhìn qua xem có sai sót ở chỗ nào thì chỉ giúp em với. Tài liệu không có nhiều, cơ bản là theo ý kiến chủ quan của em nên cũng không biết đúng hay không nữa. Nói rồi, Hạ An đưa tập giấy cho Lâm, anh vừa lật ra xem vừa nói. Em không tự tin về bản thân mình như vậy sao? Ờ, uh, um, em chưa có kinh nghiệm nhiều về việc phân tích luồng như thế này nên không tự tin lắm. Đúng vậy. Bây giờ anh Phong nói hai anh em mình nghiên cứu thì mình sẽ nói ra quan điểm của bản thân thôi. Chú có đồng ý hay không thì còn phải chờ ở phía trên xem xét rồi mới quyết định được. Nói rồi Lâm vẫn chăm chú xem tập tài liệu Hạ An gửi. Cô làm khá tỉ mỉ, tuy còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện lắm nhưng với một người mới như vậy thì là ngoài mong đợi rồi chính lâm cũng ngạc nhiên khi ngày đó hoàng việt phong gọi anh vào phòng và nói em hãy làm việc chung với hà an cố gắng giúp đỡ con bé anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô bé đó là một cô bé thông minh em ấy chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc anh có cân nhắc lại không tình cảm của anh nói cho anh biết đó là cô bé làm được việc vâng em tin anh em sẽ cố gắng có thể thấy cảm tính của Hoàng Việt Phong rất chính xác. Trình độ làm việc của Hạ An cũng ngang ngửa với senior bây giờ. Cô tiếp nhận công việc một cách nghiêm túc nhất có thể và dùng cả trái tim, tuổi trẻ và năng lượng của mình vào công việc, khác xa với lối mòn tư duy của giới trẻ lúc bấy giờ. Anh đã xem sơ rồi. Những chỗ khoanh vùng em về bổ sung thêm. Nhớ kỹ, càng chi tiết càng tốt, không nên bỏ sót một trường hợp nào vâng cảm ơn anh thấy cô nhận tài liệu và quay đi lâm lên tiếng hạ an dạ bạn trai của em rất tốt với em nhỉ hả à, cũng bình thường thôi anh anh thấy được anh ta rất dụng tâm với em vậy sao ai cũng nói vậy nhưng em thì không biết người ngoài cuộc thường sẽ sáng tỏ hơn mà mong là vậy mà anh lâm này Sao thế? Mấy ngày nay anh có chuyện gì sao? Sao em lại hỏi như vậy? Tại em thấy anh cứ buồn buồn À không có gì Thôi em đi làm việc tiếp đi Vâng Cuối tuần này là hạn cuối mà Hoàng Việt Phong đề ra Yêu cầu hà An và Lâm phải thuyết trình báo cáo Kết quả thời gian vừa qua hai người nghiên cứu Tìm hiểu Cho nên cả tuần này sau khi Lâm chỉ ra những vấn đề chưa hợp lý thì Hà An dùng tốc độ nhanh nhất có thể để khắc phục và mấy ngày sau đó, hai người thường xuyên làm việc với nhau để chuẩn bị cho khâu báo cáo. Xoay đi xoay lại, cuối tuần cũng đến, Hà An được giao nhiệm vụ thuyết trình, còn Lâm sẽ hỗ trợ trả lời những thắc mắc của mọi người. Dù hồi hộp, nhưng Hà An vẫn khá tự tin sẽ hoàn thành buổi thuyết trình một cách tốt nhất. Hôm nay có mặt khá nhiều người bên ban giám đốc, khách hàng đến tham dự, vì đây là một ý tưởng của khách hàng nên đơn đặt hàng này có thành công hay không còn phải dựa vào buổi thuyết trình ngày hôm nay. Đây là một sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo cảnh báo về vấn đề sức khỏe cho con người, đặc biệt là người già, những căn bệnh đang ấp ủ rất có khả năng sẽ trở thành mối nguy hại trong tương lai gần. Từ đó phòng ngừa tối đa những rủi ro không đáng có. Sản phẩm là một quá trình lâu dài, nhưng một ý tưởng sơ bộ như vậy đã được phân tích tỉ mỉ trong bài thuyết trình của Hạ An từ đó đem đến một hy vọng to lớn cho sự phát triển của dự án này. Hạ An trình bày vấn đề rất tự tin và sâu sắc, không thể không nói, dường như tất cả mọi người trong phòng hội nghị này đều bị thuyết phục bởi cách dẫn dắt, tiếp cận vấn đề của cô nàng này. Cuối cùng là chàng vỗ tay chúc mừng thật hoành tráng và dự án còn một vài ngày để khách hàng làm việc với ban giám đốc trước khi có quyết định có tiến hành hay không. Buổi thuyết trình kết thúc. Hoàng Việt Phong gọi Hà An và Lâm vào phòng riêng của mình nói chuyện. Hai đứa đã làm rất tốt. Tuy nhiên vẫn chưa biết dự án có được khởi tạo hay không. Đó là vấn đề của khách hàng và ban giám đốc. Nếu hai bên cùng tiếng nói thì sẽ được bắt đầu trong thời gian sắp tới. Cho nên bây giờ Lâm sẽ về làm lại dự án cũ, còn Hà An thì sẽ vào dự án hiện tại của trường. Thứ hai tuần tới anh sẽ thông báo chính thức nha. Dạ. Vâng. Được rồi, hôm nay về sớm đi quẩy. Yes sir. Mọi người vẫn tụ tập ăn uống ở quán cũ. Sau khi ăn uống xong thì Hoàng Việt Phong về nhà. Còn đám thanh niên còn lại thì đi ba quẩy tiếp. Bây giờ họ thực sự cảm phục tài năng và tính chuyên nghiệp của Hạ An. Cô vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang thực sự. Thu Quỳnh hôm nay cũng không còn gay gắt với Hạ An như trước nữa. Nhưng thái độ thù địch vì ghen tị thì lại tăng lên. Bởi vì Hạ An không những hơn cô ta về nhan sắc mà còn hơn cả về đẳng cấp nữa. Đây là một quán bar khá nổi tiếng Nằm ở trong lòng đất Để tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài Dù là đi làm thuê Nhưng mà không thể phủ nhận Đây là tập thể cậu ấm cô chiêu chính hãng Mọi người chọn một bàn ở trong góc Để ngồi cho đỡ đụng chạm Một số người thì hòa nhập vào vũ đài luôn Còn một số thì tụ tập lại uống rượu Hạ An thuộc top thứ hai Cô ngồi ngắm mọi người nhảy nhót trên đó Cô phải thực sự công nhận Thu Quỳnh là một tay chơi chuyên nghiệp. Từng động tác nhảy múa của cô ấy cuốn hút và điều luyện. Điều làm Hạ An ngạc nhiên, đó là Thu Quỳnh là con gái rượu của tập đoàn S. Đó là lý do mà cô ta quậy bánh nóc vẫn không bị đuổi đi. Nhưng cô ta cũng không để lộ thân phận ra ngoài. Hạ An biết được điều này là do lần tò mò vào hệ thống quản lý của tập đoàn này mới biết được. Cô ta đúng là có quyền để hống hách mà. Quyền thế ngập trời như vậy, mà cô ta chưa sử dụng để đối phó với mình đúng là một loại nhân từ rồi. Hào lại kéo tay Hà An. Đến đây, ngồi đó có gì vui đâu. Em không quen. Lên nhiều rồi sẽ quen. Trời, như vậy cũng được nữa hả? Ai trả cho tôi ông Hào ít nói trầm tĩnh bình thường trên công ty đi. Hà mà biết được suy nghĩ của Hà An lúc này thì có lẽ lão ta sẽ nhích mép khinh bỉ. Hừ, đó là do anh đây không thích thôi. Và thế là Hạ An cũng lên vũ đài Lắc lư cùng với nhóm Thu Quỳnh Hào và Hạ Mai Ở một góc khác của quán ba đó Tổng giám đốc Phong Cảm ơn anh hôm nay đã cho Thịnh Thế Một cơ hội gặp mặt Không có gì, công việc cả thôi Hôm nay Trần Thanh Phong có hẹn với Tổng giám đốc công ty Thịnh Thế Vũ Ngọc Thịnh Một trong những công ty tham gia đấu thầu dự án Nào Lên đi cho Tổng giám đốc Phong nghe thế thì một cô gái ăn mặc mát mẻ lấy một chai rượu thượng hạng do cho Trần Thanh Phong một đi Tổng giáo đốc Phong xin mời mời sau khi cạn ly xong Vũ Ngọc Thịnh cũng không vòng vo tam quốc nữa mà đi thẳng vào vấn đề Tổng giáo đốc Phong dự án biệt thự ven sông sắp tiến hành đấu thầu rồi không biết anh có thể tiết lộ cho kẻ hèn này một ít thông tin không Trần Thanh Phong không thèm nước mắt nhìn lão ta mà đôi mắt chỉ tập trung vào ly rượu và lắc lắc chiếc ly trên tay, giọng nói không thể lạnh nhạt hơn. Đó là dự án của chính phủ. Đấu thầu công khai. Những thông tin cần thiết thì đã được gửi đến tất cả các bên liên quan trước đó rồi. Ngoài ra không còn thông tin nào nữa. Dường như Vũ Ngọc Thịnh cũng đoán trước được mọi điều ngày hôm nay, nhưng mà có thể hẹn gặp được vị tổng giám đốc này một hôm cũng đã là chuyện ngoài ý muốn rồi hắn ta nháy mắt với cô gái phục vụ kia để cô ta rót thêm rượu vào và đồng thời một giọt chất lỏng kỳ lạ cũng đã được hỏa tan vào trong ly rượu đó trong một tư thế mà không ai biết bởi vì hắn ta nghĩ sẽ dùng một số kỹ xảo để thuyết phục trần thanh phong cho bằng được nếu đưa ra cạnh tranh công bằng thì thịnh thế không có cửa vào vòng trong vâng vâng đúng là có chuyện như vậy Kẻ hèn này mời Phong Tổng thêm một ly nữa Mời Uống được một lúc Trần Thanh Phong phát giác cơ thể mình biến đổi Anh lập tức ra ký hiệu cho Đậu Đình Hôm nay đến đây thôi Phong Tổng bây giờ không khỏe Xin cáo từ trước Phong Tổng không khỏe sao Vậy hay là dìu Phong Tổng lên phía trên Có phòng nghỉ cho Phong Tổng nghỉ một chút đi Tự chúng tôi có sắp xếp Nói rồi Đậu Đình theo Trần Thanh Phong đi ra Cậu lên đặt một phòng đi có vẻ tôi bị trúng kế rồi Có sao không Còn gắng được Rất vất vả mới có thể gắng gượng được đến lúc vào phòng Mồ hôi hột lấm tấm trên trán của anh Cả người anh nóng lên Điều tra bằng được cho tôi Xử lý sạch sẽ vào Được rồi Cậu nghỉ một tí đi Để tôi xử lý À có cần gọi một người đến cho cậu giải đọc không Khỏi Tôi còn chịu được Có gì thì gọi tôi Trần Thanh Phong gần như bốc hỏa. Anh biết mình đã trúng xuân dược rồi. Anh xả một bồn nước lạnh, ngâm mình cả nửa tiếng, mà cảm giác cũng không nguôi ngoai hơn bao nhiêu. Kết. Hạ An được hai người đàn ông dìu vào trong phòng. Trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cả người cũng đang bốc hỏa, không kiểm soát được bản thân mình. Cô cuộn mình nằm co do trên giường, Cả người như có vô số con kiến đang bỏ lên Gặm nhấm tất cả các bộ phận trên người cô vậy Từng mảnh áo được cởi ra Cho đến khi trên người chỉ còn mỗi bờ ra và quần Lúc Trần Thanh Phong đi ra từ phòng tắm Thì thấy có một cô gái đang gần như khỏa thân nằm ở trên giường mình Khuôn mặt đỏ bừng trông rất gợn tình Thế là công nãy giờ ngâm nước lạnh thành công cốc Anh gầm nhẹ một tiếng Chết tiệt Nhưng khoan đã Cô gái kia sao lại là Hạ An Tại sao cô lại ở đây lúc này vậy Trần Thanh Phong dùng đoạn lý trí còn lại của mình lại gần cô Tay sờ chán cô Nóng hừng hực như vậy Đây mà là nhiệt độ của con người sao Anh lay lay cơ thể cô và kêu Hạ An, Hạ An Em tỉnh dậy đi Một lúc sau Hạ An rốt cổ cũng chịu mở mắt ra Nhưng ngay lúc nhìn thấy Trần Thanh Phong Cô không tự chủ được nữa Thuốc trong người lại phát tác đến cực hạn Cả người cô khô khan Nóng rực rất khó chịu Cứu em Em thấy trong người sao rồi Khó chịu, nóng, nóng quá. Nói rồi cô như con bạch tuộc ôm chặt lấy Trần Thanh Phong, làm cho chút lý trí còn sót lại cuối cùng đã hoàn toàn bị phá vỡ. "Đừng, Hạ An. Cứu em, cho em. Em không hối hận chứ? Nhanh, cứu em." Dù biết lúc này mà làm gì nguy hại đến cô thì chẳng khác gì thừa nước đục thả câu, nhưng anh thực sự không thể nhịn được nữa. Anh lấy điện thoại ra mở ứng dụng ghi âm rồi hỏi Em nói lại một lần nữa xem Nghe vậy thì Hạ An nỉ non Phong, cứu em Cho em, nhanh Em chắc chứ Ừ, nhanh cho em, em khó chịu quá Nóng quá Từ từ, anh sẽ cho em Nói rồi hai người quấn lấy nhau không rút Mặc dù anh cựu cũng bị trúng thuốc Nhưng anh không muốn làm cô bị thương hay ám ảnh Anh hôn cô rất dịu dàng Như rót hết toàn bộ lòng thành cho cô vậy Nụ hôn từ miệng Dần dần chuyển xuống rồi đến Anh còn cố tình cắn một miếng Như đánh dấu lãnh thổ Xin anh nhanh lên Được cho em hết Nói rồi anh bắt đầu tiến vào Nhưng khi vào thì anh chợt khựng lại Cái màng mỏng này Làm anh cảm thấy có lỗi với cô Không biết có nên tiếp tục đi hay ra Thấy anh trần trừ Thì Hạ An lại nỉ non Nhanh lên Đó đã là tuyến phòng ngự Và hối hận trong lòng anh bị phá vỡ anh không chút do so dự nào mà phá đi. Một giọt máu đào cũng từ từ chảy ra thấm trên ga giường. Một đêm cuồng nhiệt nhưng rất dịu dàng từ anh, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trận hoan ái giữa hai người. Chỉ biết sau mỗi lần thì những tinh túy của anh đều được rót hết vào người của cô. Đến chính anh cũng không nghĩ rằng một ngày khai trai của mình lại như vậy. Đến khi thuốc ở trong người được giải trừ hết, thì trời cũng tờ mờ sáng. Mãi đến lúc gần trưa Hạ An mới mở được mắt ra Trên giường chỉ còn lại mỗi cô Nhưng dấu vết kịch liệt đêm qua Thì còn rõ ràng trong phòng Cô vào đầu bứt tóc để nhớ lại chuyện đêm qua Nhưng chỉ nhớ đến lúc vào quán bar Uống rượu lên sàn nhảy Rồi quay lại uống rượu Sau đó thì không biết nữa Lúc này toàn thân chuyển lên vẻ đau đớn Như bị văng ra mấy mảnh Cả một thân hình tím tái Nhìn thì có thể hình dung ra được Đêm qua kịch liệt đến mức như thế nào Nghĩ đến cũng lạ Tiểu lượng của mình không tệ Nhưng tại sao lại mới uống vài ly Mà đã bất tỉnh nhân sự rồi Không thể như thế được Đây chắc chắn là một âm mưu Khi cô đang cố gắng để ngủ dậy Thì nghe tiếng vọng vào từ phía ngoài Phong đã điều tra ra rồi Vũ Ngọc Thịnh vì muốn lấy được dự án biệt thự ven sông Nên đã bỏ thuốc vào rượu của cậu Muốn quay lại clip của cậu để uy hiếp vậy còn hạ an thì sao cũng bị một đồng nghiệp của cô ấy bỏ thuốc hãm hại thật may quán bar này là của phong trần trước đó vũ ngọc thịnh không biết điều này được rồi xử lý gọn gàng vào tôi đi xử lý đây lúc nào cậu muốn về thì gọi tôi được sau khi xử lý mọi việc trần thanh phong đẩy cửa vào phòng ngủ thì thấy cô gái đang ảo não nằm ở trên giường anh hỏi tình rồi sao à, tên kia Đồ cầm thú nhà anh Đồ lưu manh Đồ đều cáng Đồ bại hoại kia Trần Thanh Phong thấy con nhím đang xù lông Thì mỉm cười một cái Tiến lại gần cô Chống hai tay vây lấy cả người nhỏ nhắn của cô Cầm thú Lưu manh Đều cáng Bại hoại ừ? Nam tử Hán có bao giờ thứ nước đục thả câu như vậy không? Được Vậy thì em nghe một chút đi rồi lại nói Anh cầm điện thoại bật đoạn ghi âm hồi tối của mình ra Âm thanh nỉ non của cô gái vang lên, không ngừng năn nỉ anh, cầu xin anh. Cái giọng này còn có thể quen thuộc hơn sao? Ôi, thời thế đúng là thay đổi bất ngờ. Là cô cầu xin anh mà. Anh đang cầm đĩa bay thì trả lại cho cô đi. Cô muốn trở về hành tinh của mình, không có mặt mũi nào mà ở lại đây nữa đâu. Sau khi nghe xong, cô thực sự không có gì để nói nữa, ấp à ấp úng. ờm, um, cái đó là tai nạn, đúng vậy, là tai nạn. Không chửi anh nữa sao Phận tôn tép như tôi Làm sao mà dám chửi tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh chứ Trần Thanh Phong nhìn vật nhỏ đang khua tay mố chân Cái miệng trúng chím không ngừng nghỉ Thì mỉm cười Vật nhỏ này không thích ăn mềm Chỉ thích ăn cứng Anh đã nắm được chìa khóa trong tay rồi Không sợ sẽ không mở được chìa Lần tai nạn ngoài ý muốn này Lại đưa đến cho anh một kinh hỉ lớn như vậy Cứ nghĩ đến vật nhỏ trắng mềm Uốn néo dưới thân mình cùng với đôi mắt sáng rực mê người đó thì toàn thân không tự chủ được mà bốc hỏa. Anh không cần biết. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Ngọc thể của anh cứ như thế mà bị chiếm tiện nghi như vậy. Chẳng khác gì trai bao. Đã thế còn bị chửi bới, la lối ong sò như vậy nữa. Đậu đình sau khi xử lý mọi việc xong thì quay lên đón Trần Thanh Phong. Vừa định gõ cửa thì nghe được những lời nói này của thằng bạn mình mà muốn ngã ngửa. Tiết tháo của một tổng giám đốc lãnh khốc bị cầu ăn rồi hay sao? Trong phòng, Hạ An nghe thấy Trần Thanh Phong đòi chịu trách nhiệm thì sặc. "Tối qua cứ cho là tôi đã mạo phạm anh thì anh vẫn đâu có thua thiệt gì đâu. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu như em không chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa." Nói xong còn giả bộ quay người để đi. À, "Anh cứ bình tĩnh. Chuyện này mà đưa ra tòa thì không hay cho lắm." Anh nói đi Anh muốn tôi đền bù bao nhiêu tiền Trần Thanh Phong biết ngay là cô sẽ trúng kế của mình Trong con mắt lóe lên một nét vui sướng Khó ai mà phát hiện Quay đầu lại nói với cô bằng giọng điệu Rất thở ơ Em nghĩ anh thiếu chút tiền sao Thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền Coi như anh bá đạo Vậy thì anh muốn như thế nào mới không ra tòa Thân là con nhà quân Mà bị người ta kiện cáo ra tòa Là một chuyện khó chấp nhận được đã thế lại còn bị kiện tội Cưỡng ép quan hệ tình dục Ôi thôi mặt mũi của gia đình để đi đâu nữa Điều cô không bao giờ muốn Đó là liên lụy đến hình ảnh của gia đình mình Vì thế cho dù làm hacker Thì cô vẫn lựa chọn những việc nào có thể làm Những việc nào không được làm Nghe hà An muốn thỏa hiệp Trần Thanh Phong vui như mở cờ trong bụng Nhưng trên mặt Vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ Cũng không phải là không thương lượng được Kết hôn là cách chịu trách nhiệm tốt nhất sạc tập 2 chưa kịp nói gì thì trần thanh phong lại nói tiếp cái thái độ này của em chắc chắn là không muốn kết hôn vậy thì chúng ta gặp nhau ở tòa ừ, tôi còn chưa nói cái gì mà ai cho phép anh tự ý quyết định thay tôi vậy sao vậy thì em nói đi anh đang nghe trần thanh phong muốn nghe xem rốt cuộc cô còn muốn bày ra cái quỷ kế gì anh biết cô là người rất thông minh đây chẳng qua là kế hoãn binh của cô gái này mà thôi trong đầu có khi gắn mấy cái cpu và đang chạy hết công suất để có một kế hoạch hoàn hảo thoái thác việc này thực ra thì thế này bây giờ tôi với cả anh đều là người lớn xảy ra cái sự tình này dù gì cả tôi và anh cũng không mong muốn nhưng mà chúng ta cũng đã là người lớn rồi phải không loại quan hệ này cũng không phải là không thể mà vốn dĩ tôi cũng là bị tính kế cho nên cho nên anh có thể hay không quên đi việc của chúng ta ngày hôm qua Ai về nhà nấy <laughs> Em nghĩ cũng thật hay Anh vốn dĩ đang thủ thân như Ngọc Để dành lần đầu tiên cho vợ của mình Giờ bị em cướp đi sự trong trắng như vậy Em nói quên là quên sao Biết ngay mà Nhưng mà em không thoát nổi tôi đâu cô gái ạ à. Anh lần đầu tiên Chẳng lẽ tôi là lần thứ hai sao Mà vốn dĩ trong chuyện này Con gái mới là người thiệt thòi nhất anh được hưởng thụ rồi còn đòi hỏi cái gì nữa vật nhỏ này đúng là cái gì cũng dám nói mà anh nói tôi đổ ra bao nhiêu sức lực cày quốc phục vụ em cả đêm giờ lại đổi lành tôi hưởng thụ rồi à tôi nhớ không nhầm thì em rất là thỏa mãn mà được coi như anh giỏi hạ an hoàn toàn á khẩu với cách nói chuyện của tên này nếu như em đã không muốn vậy thì hẹn em hột tòa vậy bình tĩnh bình tĩnh thực ra thì anh cũng thấy đấy chúng ta chưa hiểu gì về nhau cả mà mà lại đi kết hôn thì cũng không hay cho lắm với cả tuổi của tôi bây giờ cũng còn nhỏ mới ra trường giờ mà đột nhiên lấy chồng tôi cũng không biết phải nói sao với bố mẹ cả hay là ừ, trước mắt chúng ta cứ tìm hiểu một thời gian đã R sau đó lại nói đến chuyện này được không đúng vậy hoãn binh là kế trước mắt được vậy thì chúng ta sẽ hẹn hò nửa năm rồi kết hôn Ồ, nửa năm thì có hơi vội quá không một năm Đúng, một năm là hợp lý. Trần Thanh Phong chẳng lẽ không nhìn ra kế sách của vật nhỏ này hay sao? Muốn hoãn binh rồi tìm thời cơ chuồn đi chứ gì? Nhưng nếu dễ dàng thoát khỏi bàn tay của anh như vậy, thì anh còn là Trần Thanh Phong sao? Được. Vậy chúng ta không còn là quan hệ hợp tác nữa, mà chuyển sang hẹn hò chính thức. Ngày mai đi với anh có chút việc, dẫn em đến gặp một người. Hả? Nhanh như vậy à? Cậu ấy muốn gặp em có việc. Nên quan đến công việc thôi ồ dậy đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng quần áo anh đã cho người chuẩn bị rồi ồ hạ an bỏ người ngồi dậy nhưng bị khựng lại nghe cô hét lên trần thanh phong cũng giật mình sao vậy đau thấy cô cuộn mình lại anh cũng thấy hơi có lỗi lần đầu tiên của mình cũng là lần đầu tiên của cô không xuất phát từ tình yêu mà là bị gài bẫy vì tác dụng của thuốc làm cho cuộc trầm luân hôm qua càng dã man hơn. Một cơ thể mỏng manh như cô, không xuống giường được là cũng đúng thôi. Trần Thanh Phong kéo cơ thể cô ra khỏi chăn, nhưng bị cô giữ lại, anh chọc. Cũng đã làm rồi. Còn chỗ nào anh chưa thấy nữa đâu. Ngoan, bỏ tay ra. Giọng nói trầm khàn của anh như tiếng đàn violon cứ chạy vào trong tay cô, vô thức làm cô thả tay ra. Trần Thanh Phong bế cô vào nhà vệ sinh và nước ấm cho cô ngâm mình cũng không ở lâu trong đó dặn dò cô ngâm mình một tí đi có lẽ sẽ đỡ hơn nói xong anh ra ngoài cóc 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 vào đi mọi việc đã xong chủ tịch gọi bảo cậu về nhà nhà sao ông ấy bảo chuyện kỷ niệm cuối năm của tập đoàn được trước sau gì cũng phải xử lý một lần bảo với ông ấy tối nay tôi đến được Vậy còn chuyện của Hạ An thì sao? Cho người bảo vệ cô ấy Sắp tới chắc nhiều rắc rối Sự an toàn của cô ấy là trên hết Cậu không ngờ ra mặt cũng dày như vậy Xin nhận của tôi một lại Muốn có vợ thì phải dày mặt lên chứ Chứ như cậu thì <laughs> Rốt cuộc thì cậu cũng nghĩ thông suốt rồi Còn biết cách tán gái nữa chứ Lão Hùng mà nghe được mấy câu này Chắc là lão sốc mắt Chuyện hôm nay đừng nói cho bọn họ biết Ừ. Hạ An ở trong bồn tắm ngâm mình một lúc thì không có cảm giác khó chịu nữa. Nhưng nhìn cả người xanh tím năng nổ như vậy vẫn là bực mình. Anh ta được chiếm tiện nghi mà còn tính kế cô nữa. Bây giờ trước mắt phải phối hợp với anh ta một thời gian, tìm thời cơ thích hợp rồi chuồn khỏi đây. Không còn đau rát như hồi nãy, nhưng những bước chân của cô vẫn còn cứng nhắc, đi như người máy vậy. Thế một màn đi đứng tập tĩnh của cô, đậu đình thì tỏ vẻ hóng chuyện còn trần thanh phong thì lại vừa buồn cười vừa thấy thương em vào giường nghỉ đi lúc nào có đồ ăn anh mang vào cho coi như anh còn chút lương tâm hạ ăn hung hăng lườm anh ta một cái rồi chạy về phòng ngay giờ đúng là không thể đứng nổi thế mới biết anh ta cầm thú đến mức như thế nào dáng vẻ tập tĩnh của cô làm trần thanh phong có một chút vui xuống trong lòng trong mắt anh hiện nên ý cười rõ rệt Tại 15 phút sau thì cuối cùng thức ăn cũng đến Bụng Hạ An lúc này cứ kêu rồn rột Thật làm người ta đò mặt tới mang tay Trần Thanh Phong dọn thức ăn lên bàn cạnh giường Rồi múc cho cô một chén súp bào ngư Cùng một ít rau xanh Buổi sáng thông thường khách sạn chỉ phục vụ những món ăn thanh đạm như vậy Ăn xong thì Hạ An đồng ý để Trần Thanh Phong đưa mình về Nhưng nỗi khổ cô đi không được Cử động nhẹ nhàng lắm rồi mà vẫn không chịu nổi Trần Thanh Phong ôm cô lên và giải bước đi về hướng thang máy. Mặt Hạ An vùi trong ngực anh, người thấy mùi nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này, tự nhiên cô lại đỏ mặt. Mới bị người ta ăn đến nỗi đi không nổi rồi mà còn háo sắc. Đưa Hạ An về nhà, anh cũng không về bên nhà bố anh, mà về biệt thự của mình. Tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một buổi chiều rồi mới qua kia. Mặc dù hồi tối anh như được phóng thích bản thân, nhưng vẫn có dấu hiệu của sự phóng túng quá độ. Tinh lực thì càng hưng phấn Nhưng mà thể lực lại có phần không chống đỡ được 6 giờ tối Trần Thanh Phong mới xuất phát về phía biệt thự kia Anh không về đây thường xuyên Một năm không quá ba lần Bởi vì nơi đây chứa những đau thương của anh Đó là góc quất nặng nề Mà anh phải trải qua Chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ Chứng kiến cảnh bố ngoại tình Chứng kiến cảnh tuyệt vọng đến mức Phải vứt bỏ con lại để ra đi của mẹ Đến giờ mỗi lần quay lại đây anh đều bị những ký ức đáng sợ đó ùa về. Vào đến phòng khách, thấy mấy người tụ tập đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Diệp Chi, đứa em gái ruột duy nhất của anh. Trần Thanh Phong mở lời. Bố gọi con đến có chuyện gì sao? Bố không gọi, là con không thèm về luôn đúng không? Trần Thanh Phong hơi hở đáp. Đây không phải là nhà con. Không đợi Trần Thanh Tùng tức lên, bà mẹ kế Phạm Ngọc Anh lên tiếng. Lâu lâu phòng người mới về một bữa Ông đừng có trách thằng bé Được rồi, mọi người vào ăn cơm thôi Thế là cả nhà cùng ngồi vào bàn Kinh con Ngọc Anh đứng lên đi mở cửa Một lát sau thì bà và một cô gái nữa đi vào Bà giới thiệu Nào nào, đây là Minh Ngọc Con gái của chủ tịch tập đoàn Hưng Phát Hôm nay tôi mời đến chơi Con bé mới đi du học về không lâu Giới thiệu xong thì nói với Minh Ngọc Ngồi xuống đi cháu đây là bác Tùng, đây là Phong, còn đây là Tú. Đều là người nhà cả. Cháu cứ tự nhiên nha. Dạ, rất vui vì được gặp mọi người ngày hôm nay. Nào, ăn tự nhiên đi cháu. Trần Thanh Phong từ đầu đến cuối không nói một câu gì, chỉ chuyên chú ăn cơm. Ăn cơm xong thì anh ra phòng khách, anh biết ngay là không có điều gì tốt đẹp rồi, lại là cái màn giới thiệu cũ rích này, anh quen rồi. Sau khi mọi người cùng ăn xong thì đều tập trung ở phòng khách. Trần Thanh Tùng nói hôm nay có chuyện muốn nói. Minh Ngọc dù biết chuyện nhà người ta nhưng lại bị Ngọc Anh giữ lại. Trần Thanh Tùng đi vào việc chính luôn. Lần tới đây kỷ niệm công ty. Con chuẩn bị ổn thỏa cả chưa? Chuyện đó bố không cần phải lo. Được. Hôm đó bố sẽ thông báo với mọi người về quyết định của bố. Bố sẽ lùi về nghỉ lão. Công ty giao lại cho ba đứa Bây giờ trong tay con đang nắm 40% cổ phần Đó là cổ phần mẹ con để lại cho con Bố không can thiệp Còn 40% cổ phần của bố Thì sẽ được chia cho ba anh em con Con sắp xếp cho Tú một vị trí nào đó trong công ty Đội thằng bé quen việc rồi Thì bố sẽ gọi cả Diệp Chi về nữa Rồi sẽ tiến hành chia cổ phần cho mỗi đứa Có ai có ý kiến gì không? Cổ phần của bố Bố muốn chia sao thì chia Con không can thiệp Từng đó đối với anh mà nói Có cũng được không có cũng chẳng sao Nhưng ít nhất điều này bố anh không làm cho anh thất vọng Mặc dù bị mẹ kế thổi gió vào tai Nhưng ông vẫn công bằng như vậy Anh cũng không còn gì để nói Trần Thanh Tú cũng lên tiếng Con cũng không có ý kiến Trái với sự thản nhiên của đứa con Phạm Ngọc Anh lại xoắn suýt không thôi Bà đã dùng biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt Mà ông già vẫn cứ làm theo ý của mình Ngày Trần Thanh Phong đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà Sợ là không còn xa nữa Mình à Chuyện cổ phần vẫn là đền sau nói đi Trước mắt là chuyện kỷ niệm công ty Và chuyện hôn nhân đại sự của Phong Mới là quan trọng nhất Nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi sao Trần Thanh Tùng gật gù đồng ý Ừ Rồi quay sang nói với Trần Thanh Phong Con cũng đã 30 rồi cũng đến lúc lo nghĩ về trung thân đại sự Mấy năm nay dì con cũng dốc sức tìm kiếm Nhưng mà con không vừa ý một ai Con nói xem Con có yêu cầu gì về vợ của mình không? Để gì con tìm cho phù hợp Chuyện đó để sao rồi anh nói Chuyện chung nhân đại sự của con Con sẽ tự mình tìm kiếm Không cần mọi người phải nhọc lòng Minh Ngọc nãy giờ ngồi khép nép bên bà Ngọc Anh lúc nghe đến chuyện của Trần Thanh Phong thì cũng hơi e lệ một chút, thấy Ngọc Anh vỗ tay cô, làm cô cũng hơi lúng túng, nhưng không nói gì vào lúc này là một sự sáng suốt. Bà Ngọc Anh nói: Minh Ngọc là một đứa trẻ tốt, con bé cũng buồn đang hộ đối với nhà mình, lại là đứa trẻ có tài năng, hai đứa có thể tìm hiểu một thời gian cũng không tồi. Nếu như hợp nhau thì bước tiếp, còn nếu không thì trở thành bạn bè cũng được. Minh Ngọc, cháu thấy sao? Mặt cô đỏ ửng, bé nẽn như cô gái mới về nhà chồng, nhẹ giọng nói. Dạ, cháu không ngại ạ. Rồi cô quay qua nói với Trần Thanh Phong. Anh Phong, rất vui vì được làm quen với anh. Mong rằng chúng ta có nhiều thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Trần Thanh Phong không hề tỏ thái độ gì, chỉ nói. Chào cô. Rất vui vì được gặp cô ngày hôm nay. Nhưng mà tôi khá bận. Không có thời gian dành cho bản thân hay là hẹn hò đâu rất xin lỗi. ôi, con tim thiếu nữ vỡ nát. Ngọc Anh dường như đoán được anh sẽ nói như vậy, nên cướp lời. lần này thằng tú sẽ san sẻ chuyện công ty với con, nên con sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Trần Thanh Phong nhìn qua Ngọc Anh. bảo có chắc là một người chưa có chút kinh nghiệm nào có thể san sẻ chuyện công ty với tôi sao? Ngọc Anh á khẩu, ngừng một hơi rồi Trần Thanh Phong nói tiếp. quên nói chuyện này nữa cậu ấy muốn vào công ty làm tôi rất hoan nghênh nhưng vẫn như một người bình thường đi từ dưới lên có năng lực thì lên cao không có thì bị đào thải tôi không muốn xảy ra bất cứ tình huống không công bằng nào cả thanh tú nãy giờ không nói một câu nào bất ngờ đồng ý em đồng ý được thấy thằng con không có tiền đồ nào của mình đồng ý ngọc anh giận tím mặt nhưng đang có nhiều người bà chỉ có thể cắn răng chịu đựng chỉ lườm Thanh Tú một cái rồi thôi Đồng thời bà mong ông chồng của bà Sẽ nói đỡ vài lời cho Thanh Tú Nhưng rõ ràng ông ta không hề để ý Mọi chuyện công trong ty Ông nói không quan tâm nữa Thì chắc chắn là không quan tâm nữa Bất kể là người nào cũng không lay động được Trần Thanh Phong không nán lại quá lâu Mọi việc đã xong xuôi Thì anh cũng rời đi ngay Minh Ngọc cũng xin phép cáo từ Qua sự việc của ngày hôm nay Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của Trần Thanh Phong Anh hoàn toàn không dễ gần lạnh lùng và cường ngạo, nhưng càng như vậy thì khi chinh phục được mới có cảm giác thành tựu. Sau khi mọi người rời đi, Ngọc Anh đi đến phòng của Thanh Tú, không gõ cửa mà chạy thẳng vào, thấy Thanh Tú đang nằm trên giường chơi game, bà ta nói: "Mẹ muốn nói chuyện với con." Thanh Tú tắt điện thoại, nghiêm túc nhìn mẹ của mình. "Mẹ nói đi." "Sao con không có một tí tiền đồ nào vậy? Cậu ta rõ ràng là không muốn con thuận lợi tiến vào công ty." Vậy mà con không những không phản đối mà còn đồng ý với cậu ta nữa. Con muốn đến lúc nhìn hai mẹ con bị nó đuổi thẳng ra khỏi nhà mới vừa lòng chứ gì? Bà ta hận không thể luyện sắt thành thép từ khi còn nhỏ. Đến bây giờ đứa con này càng có những quyết định riêng của bản thân, càng lúc càng muốn chống đối bà, làm cho những dự định của bà hết lần này đến lần khác đều đổ bể. Mẹ, mẹ có thể bớt tính toán lại được không? Con không muốn làm kinh doanh. Con cũng có những thứ mà con thích. Chỉ cần mẹ đừng làm gì quá đáng. Anh hai sẽ không đối xử tệ với mẹ Con <laughs> thì biết cái gì Nếu như mẹ không tính toán Thì con bây giờ chưa biết đang sống ở ngó ngách nào đâu Đúng vậy Nếu như năm đó bà ta không tính toán Thì làm sao có thể làm phu nhân của tập đoàn phong trần này được Từ từ lôi kéo Trần Thanh Tùng ngoại tình Dính bầu Rồi làm ra bao nhiêu chuyện để cho ông ta ly hôn Cho đến bây giờ bà vẫn xem đó là thành tựu Cuộc sống là như vậy Thắng làm vua, thua làm giặc cho dù như thế nào chăng nữa Con tin anh hai Hừm. Mẹ con thì con không tin Lại một mực đi tin người ngoài Đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà Thì đừng có kêu mẹ Chỉ cần mẹ đừng làm ra những chuyện táng tận lương tâm Thì anh ấy sẽ không đối xử tệ bạc với mẹ đâu Thôi con buồn ngủ rồi Mẹ cũng đi ngủ sớm đi Nói rồi Thanh Tú cũng nằm xuống Trùm chăn lại mặc kệ mẹ mình Thực ra Thanh Tú rất đồng cảm với Thanh Phong Cũng không bao giờ muốn đối địch với anh hết Mọi sự việc cho đến ngày hôm nay Đều là do mẹ anh làm nên Bà luôn lấy cây cớ là vì anh Nhưng thực ra chỉ có anh mới biết Tất cả đều là lòng tham của bà mà ra Khi đối mặt với Thanh Phong Anh có cảm giác tội lỗi Tội lỗi thay cho mẹ của mình Nếu như không vì mẹ của mình Anh ấy đâu có phải trải qua một tuổi thơ bi thương như vậy Đâu có bị mồ côi mẹ như vậy Một gia đình hạnh phúc Vì mẹ mà dã nát Thế mà mẹ anh còn lấy đó để làm tự hào Thân là một đứa con trai Anh còn không chấp nhận nổi Chứ nói gì Thanh Phong Ngọc Anh thấy con mình bày ra thế đuổi khách Thì cũng không ở lại nữa Tức giận đi ra khỏi phòng Hôm sau Hạ An được Trần Thanh Phong Dẫn đi gặp một người nào đó Mà anh đã nói trước đó Cảm giác rằng Hạ An không hề ghét mình Hay ác cảm giống như bản thân suy đoán Làm cho anh càng mừng hơn Hai người đến nhà hàng trước Mãi một lúc quốc trường mới đến Cả hai người đều ngạc nhiên Vì không ngờ lại gặp đối phương sớm như vậy Em chào anh ừ, không ngờ lại là em Chứng tỏ chúng ta rất có duyên nha Em cũng nghĩ như vậy Thì ra anh là bạn của anh Phong Anh cũng rất bất ngờ Vì em cũng quen biết cậu ta Trần Thanh Phong không biết hai người này Biết nhau từ trước Nên khi nghe hai con người này nói chuyện thân thiết như vậy Làm anh cũng bất ngờ Thì ra hai người cũng quen biết nhau à Vậy thì không cần phải giới thiệu nữa Ngay lúc này thì phục vụ cũng bê thức ăn lên Trần Thanh Phong vừa rót rượu vừa nói Tôi rất tò mò không biết tại sao hai người lại quen nhau Quốc trường không nhanh không chậm nhìn Hạ An Rồi quay qua nhìn Trần Thanh Phong nói Hạ An là cô gái mà bố tôi bắt tôi đi xem mắt hôm vừa rồi Tôi nói với cậu đó Cái gì? Hai con người còn lại đều trộn tròn hai mắt Không thể tin nổi Ngày hôm đó vậy mà là đi xem mắt Ôi có cần trùng hợp như vậy không chứ Không ngờ lần xem mắt đó lại là ngoài mong đợi Tôi có ấn tượng rất tốt về An Em có ấn tượng gì với anh không Hạ Cô nàng nào đó như đang ngồi trên mây vì hai từ xem mắt Lại bị hỏi một câu hóc búa như vậy Á khẩu Không biết trả lời như thế nào mới hợp lý nữa Nhưng cô có thể cảm nhận được Trần Thanh Phong ngồi một bên Như một khối băng vậy lệnh đồng đáng sợ. Hạ An khó xử nói, à, cái đó em cũng có ấn tượng rất tốt về anh nha. Nhưng mà nhưng mà ấp ấp ống mãi vẫn không biết nói gì cho phải. thì Quốc Trường lại cười tét tét nói, <laughs> em cũng cảm nghĩ vậy, Là anh thấy rất vui. À, cô không dám nhìn sang Trần Thanh Phong, cô sợ khối băng này sẽ lập tức tan chảy ngập lụt hết cả cái thành phố này. Em nghĩ là anh có hiểu lầm gì đó rồi em đúng là có ấn tượng tốt về anh nhưng mà chỉ ở mức bạn bè thôi quốc trường vẫn chưa cảm giác được sự nguy hiểm mà mở miệng không sao chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần thôi còn nhiều thời gian để tìm hiểu thêm ầm trần thanh phong đập tay lên bàn dõng dạc nói không cần tìm hiểu thêm hả ý của cậu là sao không cần trả lời trần thanh phong cầm tay hạ an trước mặt quốc trường rồi hôn cô một cái sau đó ngoảnh lại nói với cậu ta cậu hiểu vì sao rồi chứ cái gì tại tại sao đầu hạ an đúng là muốn nổ tung giữa thanh thiên bạch nhật mà trần thanh phong lại hôn cô cô muốn phản kháng nhưng mà lực tay của anh quá mạnh dường như là phản kháng cũng vô dụng nhưng trong chuyện này cô cũng không biết mà hạ an nói với quốc trường thực sự xin lỗi anh Hôm đó bố em không nói rõ ràng cho em là đi xem mắt Nếu không em sẽ không để cho anh hiểu lầm như vậy Bố em chỉ nói là có người quen ở thành phố này Muốn em gặp anh để sau này lỡ như có việc gì Bố mẹ em ở xa Cũng đỡ lo hơn Chú em hoàn toàn không biết chuyện gì về xem mắt này cả Ồ Anh hiểu rồi Dù trong lòng có một chút thất vọng Nhưng cũng chưa có gì Anh chỉ mới đơn thuần là có ấn tượng tốt thôi Cũng chưa đến mức lún sâu vào Không rút ra được anh nói tiếp Nếu vậy sau này chúng ta là bạn bè được chứ Tất nhiên là được rồi Lúc này cục băng ngồi bên Mới có dấu hiệu dịu lại Đe dọa Tốt nhất là cậu nên thu lại mấy suy nghĩ vớ vẩn lại đi Hôi trời Anh đây lại sợ cậu quá cơ Nếu như cậu muốn thử Thì có thể thử xem Cậu cũng chưa giúp được người ta về Mà đã lớn miệng khiếp Đó là chuyện sớm muộn thôi <laughs> Coi như cậu giỏi chẳng qua là cậu gặp cô ấy trước chứ không thì cậu không có cửa đâu đúng vậy trong một giây phút nào đó quốc trường nghĩ rằng chỉ cần anh ta gặp hà an trước thì chắc chắn cô ấy sẽ thuộc về anh trần thanh phong thì không nghĩ như vậy cho dù là quốc trường gặp cô trước cho dù hai người họ là bạn thân thì nếu thích anh vẫn sẽ cạnh tranh công bằng tuyệt đối không bỏ cuộc khi chưa hết hy vọng Hạ An nhìn thấy hai con người nổi tiếng trong hai giới thương chính bày ra tính trẻ con thì không khỏi buồn cười. Không ngờ bình thường lãnh khốc, nghiêm nghị như vậy, nhưng cũng có lúc họ cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Chỉ khi ở cùng những người thực sự thân thiết, con người mới sống đúng với chính mình. Cà khịa nhau một lúc thì quốc trường đi vào việc chính. Này, hôm nay cậu gặp tôi không chỉ để khoe khoang cậu có người yêu chứ. Còn người kia đâu? Em ấy chính là người cậu muốn gặp đâu. Cái gì? Hạ An sao? Ừ Ôi Đúng là không có gì là không thể Thực sự bất ngờ đối với quốc trường Cô gái mình ưng ý nhất Lại là bạn gái của bạn thân Cũng là người mà anh muốn gặp Còn gì bất ngờ nữa thì đến luôn đi Anh hỏi Hạ An Thực sự là em sao? Hạ An vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra Cô chỉ nghe Trần Thanh Phong nói đưa cô đi gặp bạn Chứ không nghe nói đến chuyện gì đâu Còn chuyện gì mà cô chưa biết sao Em Có chuyện gì vậy ạ à? Hạ An vừa hỏi vừa bắn cho Trần Thanh Phong một ánh mắt khó hiểu Anh nói Hôm trước Lúc em giúp anh tiêu diệt bọn hacker Quân đội đã chú ý đến Cậu ấy muốn gặp em Nên anh mới đưa em đến đây À Anh tìm em có việc gì không Lúc nói đến chuyện công việc Quốc trường điền trở về phong cách của người lính thực thụ Giọng nói của anh rất nghiêm túc Quân đội đang chiêu mộ những nhân tài về an toàn an ninh mạng anh đã xem những chiêu thức hôm đó của em Biết em là một tài năng Nên muốn ngỏ lời muốn em gia nhập quân đội Vậy sao? Cái đó thực ra em cũng không có gì tài giỏi đâu Chỉ là học lòng được vài chiêu thôi Nếu như học lỏm em còn giỏi như vậy Thì được đầu tư bài bản Em sẽ còn thần thánh hơn Em biết đó Dạo này tình hình trên mạng biến động rất lớn Quân đội bắt buộc phải vào cuộc để giám sát và ổn định lại Tránh gây ra những hậu quả khủng khiếp hơn một số thế lực đang dựa vào lỗ hổng mạng không ngừng công kích, việc này phải tiến hành càng nhanh càng tốt. Việc này em sẽ suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau được không? Em cần hỏi ý kiến của gia đình nữa. Chỉ sợ việc này bố mẹ cô không đồng ý. Gia đình chỉ mong cô có một công việc văn phòng nhàn nhã, không nguy hiểm, không gian khổ. Nhưng quân đội thì ngược lại, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, quân lệnh như sơn, gian khổ trường kỳ. giờ thì hay rồi, chơi ngu để quân đội để ý luôn. Không biết bố mẹ có thất vọng về mình hay không nữa Quốc trường cũng không hối thúc cô Ừ Em và gia đình cứ suy nghĩ cho kỹ đi Rồi trả lời anh sau Nhưng mà anh thực sự hy vọng là em sẽ đồng ý Dù anh biết là con gái vào quân đội Thì sẽ rất gian khổ Nhưng được phục vụ cho đất nước Cũng là một nhiệm vụ rất vinh quang Em biết Em sẽ suy nghĩ kỹ việc này Sau đó một lúc Mọi người cũng chào nhau ra về Trần Thanh Phong không đưa Hạ An về nhà cô mà trở thẳng đến biệt thự của anh với lý do là gần gũi để thăng thêm tình cảm. Cái lão này lấy lý do cũng thật bá đạo. Cô không có lý do gì để cự tuyệt nên bắt buộc phải nghe theo. Về đến nhà, Trần Thanh Phong rót cho cô một ly nước rồi thảo luận với cô. Em nghĩ vấn đề cậu ấy nói như thế nào? Chuyện này quá bất ngờ. Em cũng chưa biết giải quyết ra sao. Ừm. Em cứ suy nghĩ cho kỹ trước đi nhưng mà anh không hy vọng em bước vào đó Hạ An nhướng mày Tại sao? Anh không muốn em phải khổ cực Biết là chuyện của đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân Nhưng em là phụ nữ Những công việc này lấy đi tất cả thời gian thanh xuân và năng lực của em Anh vẫn muốn em trở thành một người phụ nữ bình thường Có một công việc nhẹ nhàng Có thời gian để thư giãn Vui chơi Chứ không phải là liều mạng như vậy Hạ An rất cảm động về tâm sự của Trần Thanh Phong Cô không ngờ một mặt nào đó anh lại là người suy nghĩ thấu đáo và tình cảm như vậy. Cô cảm nhận được sự ấm áp quan tâm ở trong đó. Hạ An mỉm cười nói. Ừ. Em biết rồi, để em suy nghĩ đã. Ừ. Thôi em nên lên phòng nghỉ một lúc đi. Anh còn một số việc cần phải giải quyết cho xong. Không nói đến thì thôi. Nói đến một cái là mí mắt của cô như đang muốn đánh nhau vậy. Cô đi thẳng lên phòng ngủ chính, nhảy bổng lên giường mà đánh một sức đi gặp Chu Công luôn. Cả một tuần sau đó đi làm, vì dự án cần sự đàm phán giữa khách hàng và ban giám đốc nên chưa tiến hành được. Hạ An vào nhóm của trường làm những việc còn lại. Vừa làm vừa tìm hiểu xem ai đã dở trò quỷ sau lưng với cô. Lúc đầu cô luôn nghĩ là Thu Quỳnh nên chú ý nhất cử nhất động của Thu Quỳnh. Nhưng không thấy gì đáng nghi. Bình thường Thu Quỳnh hay kiếm chuyện với cô nhưng mà cô gái này có chuyện gì đều viết lên mặt không giấu được chuyện gì Nên Hạ An loại bỏ hiểm nghi về Thu Quỳnh Vậy thì là ai Thoáng chốc hai tuần trôi qua Vẫn chưa có manh mối gì về chuyện cô bị hãm hại Nhưng lại có chuyện khác Là hôm nay cô phải tham dự kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập tập đoàn Phong Trần Tối ngày hôm qua Trần Thanh Phong đã nói với cô Để cô chuẩn bị sắp xếp thời gian trang điểm và chọn trang phục Thời gian vừa qua Tiếp xúc với Trần Thanh Phong Cũng không có ác cảm về anh Thậm chí còn khá thoải mái với anh Trần Thanh Phong cho cô một cảm giác gần gũi, ấm áp và sự quan tâm khi không có gia đình ở bên cạnh. Bất chí bất giác, cô cảm thấy người đàn ông này cũng không tệ một chút nào. Ngược lại, lại cảm thấy anh rất cô đơn. Ngoài làm bạn với công việc, cùng ba bốn người bạn thân thì không có gì nữa. Một tia đồng cảm xoẹt qua. Đầu giờ chiều, Trần Thanh Phong đến đón Hà An đi trang điểm và chọn trang phục. Hôm nay anh mặc một cây vest màu xanh đen được đặt may riêng từ một thương hiệu xa xỉ ở Ý. Bộ đồ phẳng phiu cắt tỉa tỉ mỉ như dành riêng cho anh vậy. Mái tóc được trải chút gọn gàng, cùng với gương mặt nam tính sắc cạnh. Anh không khác gì một pho tượng hoàn hảo, bước ra từ chiếc Lamborghini cùng đôi giày sáng bóng, mà một cặp giò thẳng tắp càng làm nổi bật lên phong thái và sự sang chảnh toát ra ở khí chất của anh. Khi Hà An xuống đến nơi, thấy anh đứng lười biếng dựa người vào thành xe, mắt cô sáng rực miệng thì há ra có thể bỏ lọt một quả cam trai đẹp luôn luôn là một thứ gì đó làm cho người ta kích thích ít ra cô phải tự hào khi có một người bạn trai cực phẩm như vậy lòng tham lại xuất hiện cảnh đẹp này đúng là chỉ muốn đóng phòng lại một mình ngắm nhìn thôi thấy cô gái nhà mình mê mẩn như vậy anh cũng không khỏi buồn cười nhìn xong chưa <laughs> nhìn chứ có mất miếng thịt nào của anh đâu ừ vậy thì nhìn tiếp đi thôi đi nói rồi hạ an xô trần thanh phong ra định mở cửa rồi lên xe nhưng anh lại giữ cô lại để anh nói rồi anh mở cửa xe rồi đỡ phía trên cho cô để cho cô ngồi vào sau khi cài dây an toàn anh mới nói giờ anh đưa em đi chọn trang phục trước hôm nay là ngày hệ trọng nên em cố gắng một tí phải ăn mặc long trọng một tí cho phù hợp còn nữa trong bữa tiệc nếu như không có gì đặc biệt thì cứ đứng ở cạnh anh là được Ừ, em biết rồi. Lúc trước, Hạ An rất bài xích mỗi khi gặp Trần Thanh Phong, nhưng mà càng tiếp xúc nhiều thì cô càng thiện cảm. Bất chí bất giác, lòng cô chấp nhận anh lúc nào cũng không hay. Dù bên ngoài có chút kháng cử, nhưng không còn gắt gao nữa. Xe đi tầm 30 phút thì dừng lại ở một biệt thự ba tầng sang trọng. Nhìn bề ngoài có lẽ không ai biết đây là nơi chuyên trang điểm và trang phục dự tiệc đâu. Khi vào đến sảnh, Hạ An cũng phải tròn mắt với những gì mình đang được nhìn thấy. Những bộ lễ phục sang trọng dường như không hề xuất hiện ở ngoài thị trường. Nhìn qua là biết thuộc hàng đẳng cấp thế giới. Nơi đây chỉ chuyên phục vụ cho những danh viện tiếng tăm hàng đầu của đất nước, chứ không phục vụ đại trà như các showroom trang điểm khác. Thậm chí Minh Tinh chắc cũng không có cửa vào đây được, đúng là được mở rộng tầm mắt. Một phụ nữ trang điểm tinh xảo cùng với quân mặc thời thượng bước ra, vừa bước đi uyển chuyển, vừa nở nụ cười rực lửa với Trần Thanh Phong. "Hay, chào mừng cậu đến nhà tôi, Phong." Nói rồi người này tặng Trần Thanh Phong một cái ôm nồng nhiệt, anh cũng không kháng cự mà ôm lại. Sau khi hai người chào hỏi xong, Trần Thanh Phong chỉ vào người kia và nói, "Đây là Lily, hay còn gọi là Hương Ly, bạn của anh." Sau đó anh chỉ vào Hạ An, giới thiệu cho Hương Ly. "Hạ An, bạn gái tôi." "Ồ, Cậu có bạn gái từ khi nào Sao không nói với tôi Thì giờ cậu biết cũng đâu đã muộn Tôi là người biết cuối cùng chứ gì Cậu bớt sau đo lại đi Hôm nay giao cô ấy cho cậu Được Nhớ phải đền bù tôi đó ừ. Hạ An đi theo Hương đi vào phòng trang phục ở lầu 2 Còn Trần Thanh Phong thì ngồi ở sofa Cầm một tờ báo thương nghiệp đọc chăm chú Ở trong phòng trang phục Hạ An chọn ba bộ váy một bộ váy đuôi cá cúp ngực màu trắng để lộ bờ vai mỏng manh trắng trèo của cô bộ váy này được đính đá rất tỉ mỉ cô khá ưng ý nhưng hương đi lại không cho rằng nó phù hợp với bữa tiệc này em đổi bộ khác đi mặc dù bộ này trông rất hợp với em nhưng nó chỉ toát lên vẻ thuần khiết mỏng manh chứ không bộc lộ hết được thần thái của em vâng bộ thứ hai là một bộ váy màu đen đến đầu gối bồng bình ở phía dưới hương đi thấy vẫn chưa ổn Bộ này rõ ràng có thần thái rồi Nhưng mà vẫn thiếu một chút gì đó Nói chung là chưa đậm đà Thử bộ khác đi Vâng, bộ thứ ba này là một bộ váy Cũng đến ngang gối, cúc ngực màu đỏ mận Nó được chiết phần eo Kết hợp với làn da trắng nõn của cô Là mọi thứ rất nổi bật Hương Ly lúc này mới gật gù Đúng là phải như vậy Nhìn rất có khí phách, quyền lực Nhưng lại rất quyến rũ Không thể không công nhận Cô gái trước mặt này rất hút người Đôi mắt to tròn long lanh kia, cùng hàng xương quay xanh quyến rũ như vậy, đây mới là người hợp với phong. Sau đó Hương Ly trang điểm lại cho Hạ An, mái tóc được rũi bồng lên, cùng với màu son đỏ đậm, nhìn cô rất sang trọng. Chính Hạ An cũng không ngờ hiệu quả trang điểm lại tốt đến như vậy. Bình thường cô chỉ ăn mặc qua loa thoải mái, ít khi chú trọng việc trang điểm, chỉ đánh tí son và kem chống nắng là đã xong việc trang điểm rồi, cũng không trách được cô. Đây là đặc trưng của dân kỹ thuật, không cầu kỳ, không màu mè, ưa thoải mái, dễ chịu. Sau khi trang điểm xong, Hương đi đi lấy thêm một sợi dây chuyền. Mà dây chuyền là một biểu tượng cỏ ba lá, nhưng đặc biệt nó không phải là màu xanh mà là màu đỏ, hợp với bộ váy và tạo hình của cô. Hương đi lúc này mới cảm thán một câu Hiệu quả không tồi Cảm ơn chị Hương đi như do dự điều gì đó Nhưng sau đó vẫn nói với Hạ An Phong là một người rất nội tâm. Hoàn cảnh sống của cậu ấy không tốt lắm, bóng ma tâm lý luôn đè nặng ở trong lòng. Nhìn bề ngoài cậu ấy lạnh lùng nghiêm nghị và khó gần, nhưng thực sự đó chỉ là lớp phòng ngự của cậu ấy thôi. Chỉ mong em đối xử tốt với cậu ấy. Vâng, em biết rồi. Không thể không nói, Trần Thanh Phong rất ít bạn, nhưng mỗi người bạn trong đó đều rất chân thành với anh ta, luôn luôn hy vọng anh ta sẽ được tốt hơn. Mong có người sẽ hiểu được nỗi lòng và đến với anh một cách chân thành nhất có lẽ khi ông trời lấy đi của người ta cái này thì sẽ bù đắp cho người ta một cái khác xứng đáng hơn hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng hương đi nói trả cô ấy cho cậu này lúc này anh mới rời mắt khỏi cuốn tạp chí hiện ra trước mắt anh là một hình dáng của một người phụ nữ thành thục quyến rũ mê người có khí chất cao quý không tôi bộ hương ly không hiểu rõ bạn mình hay sao anh ta mà nói không tệ thì chắc chắn là rất hài lòng rồi bộ khen một câu thì cậu giảm mấy năm tuổi thọ hay sao tôi chỉ sợ cậu sẽ nổ mũi mà thôi cứ làm như cậu thương yêu tôi lắm vậy trần thanh phong không thèm nói chuyện với người con gái thích cây sự này nữa anh nhìn qua hạ an chúng ta đi thôi vừa kịp giờ đó ừ. cô quay ra nói với hương ly hôm nay em cảm ơn chị em xin phép đi trước được rồi hai người đi đi Lúc này ở một khách sạn 6 sao nổi tiếng Đậu Đình đang tấp nập chỉ đạo công tác hậu cần cho buổi lễ Ngoài cửa khách bắt đầu đến Trần Thanh Tùng và Ngọc Anh Thân là chủ tịch và phu nhân chủ tịch Trực tiếp đứng đón khách Có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay Đều là những nhân vật tai to mặt lớn Của khắp cả nước từ tệ về Khi hầu hết khách đã ổn định một chỗ Một chiếc Lamborghini đậu ở giữa sảnh, Cửa xe được vệ sĩ mở ra Một nam một nữ sánh bước cùng nhau đi vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng. Một cặp trai tài gái sắc khoác tay nhau rất tình cảm. Ai ai cũng nhận ra nam chính đó là tổng giám đốc lừng lẫy của tập đoàn Phong Trần, người đưa tập đoàn làm mưa làm gió trong giới thương trường trong nước và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới khu vực. Nhưng thiếu nữ đi bên cạnh anh là ai? Một nét đẹp tuyệt trần quyến rũ, nhưng lại toát lên được vẻ quyền lực sắc sảo đến cả những danh viện tiểu thư lá ngọc cành vàng ở trong khán đài cũng phải đắm đuối. Là tiểu thư nhà nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy trước đó? Tôi cũng không rõ người này, dường như là chưa gặp bao giờ. Không ngờ tổng giám đốc Phong lại nhanh chân như vậy. Một loạt tiếng xì xào bàn tán đến từ đám cậu ấm cô chiêu trong hội trường. Họ không ngờ lại có một người bóng hồng xinh đẹp như vậy bên cạnh tổng giám đốc. Bình thường vì cái vẻ băng lãnh của anh nên mọi người đều cho rằng không có ai có thể sống được với một cục băng này Thì ra không phải Anh ấy chỉ trở thành tảng băng Với những người anh không để vào mắt thôi Cứ nhìn ánh mắt của Trần Thanh Phong Khi nhìn cô gái kia thì sẽ cảm nhận được Nó chiều mến và nóng bỏng biết bao nhiêu Cô gái này là thần thánh phương nào Mà có thể làm tan được tảng băng ngàn năm này vậy Trần Thanh Phong sau khi đi vào sảnh Thì đi thẳng đến bàn ăn trên cùng Nơi đó là chỗ ngồi của anh đã được sắp xếp từ trước Hạ An cũng ngồi một bên anh, trên bàn toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, bao gồm vợ chồng Trần Thanh Tùng và một số vị lãnh đạo của thành phố, một số lãnh đạo của một số tập đoàn hợp tác thân thiết. Trần Thanh Phong sau khi chào hỏi và giới thiệu xong thì kéo ghế cho Hạ An ngồi, rồi cả hai cùng ngồi vào bàn. Buổi lễ được tổ chức một cách rất long trọng, có thể thấy tập đoàn rất coi trọng ngày hôm nay. Đầu tiên là phần giới thiệu đại biểu, sau đó là đến phần chủ tịch đương nhiệm sẽ lên phát biểu đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người có mặt trong ngày hôm nay sau đó ông cũng tuyên bố luôn việc ông sẽ rút lui giao toàn quyền lại cho trần thanh phong quản lý đồng thời cũng công bố việc chuyển nhượng cổ phần cho ba người con vì tạm thời đứa con gái duy nhất không ở trong nước nên trần thanh phong sẽ giữ hộ phần hợp đồng đó cho cô còn thanh phong và thanh tú có mặt thì sẽ nhận lấy giấy chuyển nhượng luôn và chuyện đứa con út trần thanh tú sẽ chính thức gia nhập tập đoàn làm phụ trợ cho Trần Thanh Phong trong thời gian tới. Tuy nhiên, anh vẫn phải theo trình tự cấp bậc từ thấp lên cao nếu như có năng lực. Mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng sự kiện ngày hôm nay. Và kể từ ngày hôm nay, cũng nên xác định bên nào nặng bên nào nhẹ và nên đứng về phía bên nào. Và bây giờ, mọi sự chú ý lại đẩy lên trên người Hạ An. Không biết cô dùng thủ đoạn gì mà câu dẫn được Trần Thanh Phong vậy. Nếu Hạ An mà biết suy nghĩ này của mọi người, chắc chắn cô sẽ vảnh mặt lên trời mà tuyên bố cô cũng là nạn nhân. Phạm Ngọc Anh nãy giờ ngồi nhìn rất chăm chú Hạ An, đánh giá vẻ bề ngoài, đồng thời cũng có chút khinh bỉ. Có được một khuôn mặt có chút ưa nhìn thì tưởng mình ngon lắm chắc, vịt mà đòi hóa thiên Nga à? Chẳng lẽ cô ta là người mà Trần Thanh Phong thực sự thích sao? Cũng là nguyên nhân mà cho dù bà đưa ai giới thiệu Trần Thanh Phong cũng không thèm nước nhìn lấy một cái hay sao? Nhưng như vậy thì Trần Thanh Phong cũng quá cao tay rồi. Tay chân bà ta gài quanh cậu ta cũng không hề đưa đến tin tức gì cho bà. Sau khi khai tiệc, mọi người tranh thủ đi cụng ni chúc mừng Trần Thanh Phong, không ngừng định hót bên tai. Trần Thanh Phong cũng không có thái độ gì lắm, cứ ưm ưm cho qua. Một lúc sau, Trần Thanh Phong nói Hạ An đi dạo thỏa thích. Anh còn bận giao lưu mấy nhân vật lớn kia. Hạ An đồng ý và chạy đến khu ăn điểm tâm, gấp một vài món ăn rồi chọn một cái bàn khuất khuất phía sau ngồi ăn. Nãy giờ ngồi với mấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy kia, cô không dám ăn gì nhiều. Trần Thanh Phong gấp gì thì cô ăn nấy. Có lẽ anh ta cũng thấy cô bị gượng ép, nên muốn để cho cô đi dạo, ăn uống thoải mái hơn. Một ly cốc tai được phục vụ đặt vào chỗ của Hạ An. Cô cũng hơi khát, nên không nghĩ nhiều mà uống luôn. Nhưng không đến 10 phút sau, người cô chợt nóng gian cả lên. Cô không biết làm cách nào, nên đã đi ra công viên nhỏ phía trước ngồi nhưng lại không giảm mà lại càng ngày càng nóng hơn cô dường như muốn cởi hết đồ trên người xuống hết vậy nhưng sao tay của cô lại không có một chút sức lực nào cả sau đó thì ngất xỉu xuống hai người đàn ông nãy giờ đi theo sau hạ an thấy cô gục xuống thì chạy nhanh lên sau đó khiêng về phía sau đi bằng lối sau và lên căn phòng trên cùng của khách sạn này trong bữa tiệc phạm ngọc anh và minh ngọc sau khi thấy vệ sĩ thông báo đã đưa được hạ an đi thì mới bớt lo lắng một chút, thì ra à ta cũng chỉ là một con nhóc dễ xử lý mà thôi. Trước đó khi thấy Hạ An được Trần Thanh Phong đưa đến, thì Minh Ngọc hết sức khó chịu, cô ta cũng đâu có kém hơn ả kia tí nào, từ nhan sắc đến gia thế. Nhưng tại sao Trần Thanh Phong đến nhìn cũng không thèm nhìn cô, nhưng lại dùng ánh mắt chiều mến, nóng bỏng đó đặt lên trên người ả ta. Cô ta phải tìm cách để Trần Thanh Phong chán ghét ả ta, rồi sau đó kéo anh về bên mình cũng chưa muộn. Sau khi suy nghĩ như vậy, cô ta tìm Phạm Ngọc Anh để cùng nhau thương lượng và hành động. Đồng thời cũng huy động một lượng nhà báo đông đảo đến để chứng kiến kịch hay. Trần Thanh Phong sau khi xã giao với mấy nhân vật quan trọng xong xuôi thì quay lại tìm Hạ An. Nhưng đi một vòng cũng không thấy cô đâu. Anh bắt đầu có một sự cảm không lành. Nếu như là bình thường cô hay ngỗ nghịch tăng động. Nhưng một ngày như hôm nay lại không có ai thân thiết. Cô sẽ không đi lung tung nếu như không có việc gì quan trọng. Nhưng mà nếu như có việc phải rời đi thì cô sẽ gọi cho anh đến nói một tiếng Nhưng bảo điện thoại ra Cũng không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ Hay tin nhắn nào Anh gọi Đậu Đình Cậu có thấy Hạ An ở đâu không? Không phải cô ấy ngồi bên cậu sao? Nãy tôi bận xã giao Nên kêu cô ấy tùy tiện ăn uống Giờ quay lại không thấy đâu Cậu huy động người kiểm tra trong nhà vệ sinh Đồng thời trước camera xem Ừ tôi sẽ làm liền Một lúc sau nghe Đậu Đình báo lại Không có Hạ An trong camera chỉ thấy cách đây tầm 15 phút cô đi ra ngoài Nhưng camera ở cổng lại không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cô đã đi ra Như vậy chắc chắn còn ở trong khách sạn này Huy động toàn bộ lực lượng Lục soát toàn bộ khách sạn Đồng thời chiếc camera ở tất cả các hành lang xem có chỗ nào khả nghi không Được Một lúc sau Đậu Đình báo cáo Tất cả camera của hành lang đã kiểm tra Không có ai đáng nghi ngờ Chỉ riêng camera từng 45 bị tắt lên tầng 40 năm, lục soát hết tất cả các phòng. Được. Hạ An được hai người đàn ông kia khiêng vào phòng 4510, là một căn phòng trong góc ở cuối hành lang. Cô lúc này bất tỉnh nhân sự không biết gì. Sau khi Hạ An được khiêng vào phòng, một đám đàn ông cũng đi vào theo. Âm mưu của Phạm Ngọc Anh và Minh Ngọc là cho người làm nhục cô, rồi cho nhà báo đến bắt gian tại trận. Ngay lúc người đàn ông kia cầm váy của Hạ An định xé toạc thì ầm Cửa được đá ra từ phía bên ngoài Những người đàn ông trong phòng Đều đã lột hết quần áo Chỉ còn lại một chiếc quần xịp nữa Trần Thanh Phong sau khi vào Thì thấy Hạ An đang được đặt trên giường bất tỉnh nhân sự Còn tên kia đang sờ tay vào váy của cô Thật may là chưa có chuyện gì xảy ra Nếu không thì Mặt anh như một tảng băng đi vào Đạp thẳng mấy cái vào chỗ hiểm của lão kia Rồi ôm Hạ An đi ra Lão kia hét lên một tiếng Ôm hạ bộ của mình nằm vật vã dưới sàn nhà mà chưa biết tương lai đến đây là chấm dứt anh dừng lại quét đôi mắt lạnh như băng qua đám biến thái kia và nói với đậu đình điều tra cho rõ ràng và giải quyết sạch sẽ cho tôi vâng thưa tổng giám đốc đậu đình ở lại đưa đám biến thái ngu muội này đến một căn hầm nhỏ tối om hôi thối để điều tra nói ai sai chúng mày làm chuyện này đại ca ta mạng chúng tôi không biết đối phương là ai tao cho mày một cơ hội cuối cùng mày có nói không Đại ca, thực sự chúng tôi không biết đối phương là ai Bà ta hứa sẽ cho chúng tôi 50 triệu Nếu như chúng tôi làm nhiều cô gái đó Rồi đem clip gửi cho bà ta Người đâu? Bắt đầu đi Từng thanh thép được hơn nóng dần dần Được đưa tới gần bàn chân của đám người này Thế độ nóng ngày càng gần Cả đám anh nhìn tôi tôi nhìn anh Sợ chết khiếp Thậm chí còn có người đái luôn cả da quần Thấy thanh thép chỉ cách bàn chân tầm 1cm một, một lão trong đám này hét lên Tôi nói, tôi nói. Muộn rồi. Tao chỉ cho tụi mày một cơ hội, giờ không cần phải nói nữa. Đại ca, tôi sai rồi, tôi nói, tôi nói, có một người tên là Minh Ngọc đã thuê chúng tôi làm việc này, chúng tôi không biết cô gái này là ai, cho nên mới to gan như vậy. Những tiếng hét như thất thanh phát ra, nhưng bên ngoài thì không ai hay biết gì. Trần Thanh Phong đưa Hạ An đến phòng riêng của mình, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, sau đó phân phó một đám vệ sĩ bảo vệ cô từ phía ngoài. An bài xong mọi việc, Trần Thanh Phong trột lại sảnh tiệc như không có việc gì xảy ra. Bữa tiệc đã dần dần kết thúc, một số người cũng đã rời khỏi sảnh tiệc, nhưng có hai con người vẫn đang nôn nao, lo lắng đi đi lại lại. Vì đã hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì báo về, trong lòng Binh Ngọc dưng lên một sự sợ hãi, dùng mình, nhưng có một điểm báo chẳng lành. Phạm Ngọc Anh cũng không kém, bà ta đã dùng nhiều mưu kế để hạ bị Trần Thanh Phong nhưng dường như chưa có lần nào hiệu quả tuyệt đối, đặc biệt là thời điểm hiện tại, nó còn cao tay hơn bà nhiều, đứa con riêng này của chồng bà không phải là một nhân vật dễ đối phó một chút nào, chỉ sợ sau ngày hôm nay nó sẽ đè bẹp mẹ con bà dễ như trở bàn tay. Chút thủ đoạn ngày hôm nay chỉ là bà muốn làm cho anh ta mà một cặp sừng và ép Hạ An rời khỏi anh ta mà thôi. Nếu sự việc hôm nay để cho Trần Thanh Phong biết được, bà cũng có nhúng một tay vào thì mọi chuyện không còn bình yên một chút nào nữa. Tuy nhiên bà ta lại không biết rằng Trần Thanh Phong chẳng thèm đối phó với bà ta. Nếu như anh thực sự muốn, anh có thể đá bà ta bất cứ khi nào. Khi khách mời về gần hết, trong sảnh lúc này chỉ còn lại người nhà và bạn bè thân tín nữa. Đậu đình mới xong việc, anh lại gần Trần Thanh Phong nói vào tay anh chuyện gì đó chỉ có hai người mới nghe thấy. Phạm Ngọc Anh đi lại gần Trần Thanh Phong và già vừa hỏi Phong, bạn gái của con đâu rồi? sao nãy giờ gì không thấy đâu vậy? trần thanh phong quét mắt về phía bà ta giọng nói không thể lạnh nhạt hơn. lúc nãy cô ấy bảo có việc nên đi về trước rồi. à thì ra là vậy. gì nói sao nãy giờ mà gì không thấy đâu hết? từ khi nào mà bà lại quan tâm đến bạn gái của tôi vậy? bà ta còn chưa kịp nói thì minh ngọc lại gần và nói anh phong không ngờ anh lại có bạn gái rồi. Đã thế còn xinh đẹp như vậy Trần Thanh Phong lườm cô ta một cái Vậy sao Ừ Không chỉ em Mà ai ở trong sành tiệc ngày hôm nay Cũng đều rất ngưỡng mộ nhan sắc của cô ấy Chỉ thấy Trần Thanh Phong nhếch mép cười Tự nhiên thấy một màn này Phạm Ngọc Anh trượt tùng mình Dự cảm xấu trong lòng làm cho bà ta suýt nỗi thì ngã Khi sắp xếp xong xuôi mọi việc liên quan đến bữa tiệc Mọi người trong nhà và thân tín đều ra về trần thanh phong đi thẳng lên phòng của anh ở khách sạn này bác sĩ bình cô ấy có sao không tạm thời không sao nữa cô ấy đã uống phải thuốc mê và một lượng lớn xuân dược có thể phải đến sáng ngày mai mới tỉnh lại do tác dụng của thuốc mê cảm ơn bác sĩ không có gì đó là trách nhiệm của tôi được rồi bác sĩ về nghỉ ngơi đi để tôi cho người đưa bác sĩ về thôi tôi lái xe đến vậy bác sĩ về cẩn thận sau khi tiễn bác sĩ Bình về Anh và Đậu Đình đi vào phòng khách Đậu Đình không chậm trễ bước nào liền đem sự tình nói cho Trần Thanh Phong